Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1881. Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã đến nửa đêm. Mấy người dược sư hoàng đang chờ đợi tin tức trong sảnh lớn đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, Khương Vi Nhan đột nhiên vội vàng chạy xuống. Không hay rồi, Tiêu Chính Văn, anh ấy nôn ra máu. Khương Vi Nhan lo lắng hét lên. Đám người dược sư hoàng vội vàng đứng dậy, đi nhanh về phía phòng ngủ của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang nôn ra máu đen. Thấy vậy, dược sư hoàng thở phào nhẹ nhõm, cô Khương không cần lo lắng, nôn hết máu đen ra thì cậu Tiêu sẽ có thể khỏi bệnh. Nói xong dược sư hoàng lấy thêm hai cây kim châm bạc ra, dùng sức đâm vào hai huyệt đạo của Tiêu Chính Văn. Phụt, ngay khi cây kim châm bạc của dược sư hoàng đâm vào huyệt đạo của Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn liền phun ra một ngụm máu lớn. Mấy người Khương Vi Nhan căng thẳng nhìn Tiêu Chính Văn và dược sư hoàng, ngay cả Lưu Sùng Hằng cũng không dám nói nửa lời. Sau khi phun ngụm máu đen này ra, tình trạng của Tiêu Chính Văn ổn định hơn rất nhiều. Khương Vi Nhan cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn trên giường bệnh, lúc này sắc mặt xanh đen của Tiêu Chính Văn đã trở nên hồng hào. Chồng ơi, Khương Vi Nhan vội vàng đến bên giường bệnh, nắm tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng từ từ mở mắt liếc nhìn những người xung quanh. Tôi đang ở đâu? Tiêu Chính Văn vừa tỉnh lại, đầu óc trống rỗng. Cậu Tiêu, cậu bị trúng độc. Hiện giờ cậu đang ở trong phòng ngủ của nhà mình. Mặc dù đã giải được độc, nhưng cậu cần tĩnh dưỡng một thời gian vì cậu trúng độc quá nặng. Dược sư Hoàng vừa nói vừa bắt mạch cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục. Cảm ơn môn chủ Hoàng. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Dược sư Hoàng. Dược sư Hoàng khẽ cười nói, cậu Tiêu, đây là việc chúng tôi nên làm. Tuy rằng thực lực của cậu cực kỳ cao, nhưng trong võ tông, đặc biệt là dược tông có quá nhiều cao thủ về độc dược, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần nhiều khi cũng khó mà thoát thân. Chương 1882. Vì vậy, sau này cậu càng phải cẩn thận hơn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thực ra lần trúng độc này là do anh bất cẩn, rõ ràng đã thấy rõ quán trà đó có vẻ khác lạ, nhưng vẫn uống loại trà thơm đó. Cô Khương, ở đây còn có một số thang thuốc, mỗi ngày uống hai lần vào buổi sáng và buổi tối, nửa tháng nữa cậu Tiêu sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ sai người đưa thêm một ít thuốc tới. Dược sư Hoàng nói xong, liền lấy một lọ thuốc từ trong tay đại trưởng lão đưa cho Khương Vi Nhan, sau đó dặn dò thêm vài câu rồi mới dẫn người rời đi. Độ Thiên Chân Nhân tiễn dược sư Hoàng ra khỏi biệt thự nhà họ Tiêu sau đó quay lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã hồi phục lại một chút, cố gắng ngồi thẳng dậy, muốn xuống giường đi vài bước nhưng lại ngã xuống trước giường. Chồng à, anh đừng nóng vội, dược sư Hoàng vừa nói rồi, nửa tháng nữa anh sẽ khỏi hoàn toàn, mấy ngày này anh cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Đừng cử động lung tung, Khương Vi Nhan vội vàng đỡ Tiêu Chính Văn trở lại giường. Đúng vậy. Cậu Tiêu, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cậu không thể xuống giường được. Lưu Sùng Hằng cũng đứng bên cạnh nói. Tiêu Chính Văn gật đầu một cách yếu ớt. Lúc này mặc dù chất độc trên người đã gần như đào thải hết, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn cảm thấy không có sức lực, thậm chí đứng không vững. Xem ra loại độc này vô cùng lợi hại. Sau khi Tiêu Chính Văn nằm xuống giường, Lưu Sùng Hằng mới chào Khương Vi Nhan rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, lúc này Khương Vi Nhan mới kể lại chuyện người của Dược Vương Cốc tặng phương thức luyện đan. Tiêu Chính Văn nghe xong khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Người hạ độc anh là người nhà họ Lạc của Thiên Thần Tông, nguyên nhân là vì phương thức điều chế bát cực tục mệnh đan. Đúng lúc này, Độ Thiên Chân Nhân nhanh chóng đi tới phòng ngủ, khẽ gõ cửa, nhẹ giọng nói, cậu Tiêu, cô Khương, có người tự xưng là Lạc Thiên Vũ muốn gặp. Lạc Thiên Vũ, người nhà họ Lạc sao? Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, lẩm bẩm tự hỏi. Gặp, để xem bọn họ có ý gì? Tiêu Chính Văn yếu ớt nói với Khương Vi Nhan. Có Độ Thiên Chân Nhân ở đây, người nhà họ Lạc cũng không dám làm bừa. Được. Chương 1883. Khương Vi Nhan nghe vậy liền đứng dậy nói với Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân, dẫn anh ta đến phòng khách đợi tôi. Được. Độ Thiên Chân Nhân đáp rồi quay người rời đi. Không lâu sau, Khương Vi Nhan chậm rãi bước xuống cầu thang. Ra tới phòng khách, lúc này,
một thanh niên 24 tuổi đang ngồi trên sofa uống trà với vẻ mặt tự mãn. Nhìn thấy Khương Vi Nhan từ trên lầu đi xuống, hắn cũng không đứng dậy mà cười khẩy nói, cô là Khương Vi Nhan đúng không? Nếu tôi đoán không nhầm thì Tiêu Chính Văn bây giờ đang bất tỉnh, bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi nhỉ? Anh, Khương Vi Nhan không ngờ Lạc Thiên Vũ lại thẳng thắn đến vậy, thậm chí còn không thèm diễn kịch. Chính nhà họ Lạc các người đã đầu độc chồng tôi đúng không? Khương Vi Nhan lạnh lùng hỏi. Ồ, chuyện này không còn là bí mật gì nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi. Chỗ tôi có thuốc giải. Nếu Tiêu Chính Văn uống thuốc giải trước khi trời sáng thì có thể sẽ được cứu sống, nếu chậm một khắc thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi đâu. Lạc Thiên Vũ ngạo nghễ nói với Khương Vi Nhan. Dám hạ độc cậu Tiêu, còn dám chủ động đến cửa khiêu khích, gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ. Độ Thiên Chân Nhân lạnh lùng nói. Lạc Thiên Vũ liếc nhìn Độ Nhiên Chân Nhân bằng ánh mắt khinh bỉ nói, sao thế, ông muốn ra tay với tôi à? Nói cho ông biết, nếu không có thuốc giải độc môn của nhà họ Lạc chúng tôi thì sáng sớm ngày mai, Tiêu Chính Văn sẽ chết. Nếu các người biết điều thì lập tức giao phương thức điều chế bát cực tục mệnh đan ra đây, nếu không, đừng nghĩ đến chuyện lấy được thuốc giải. Lạc Thiên Vũ vừa dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân đã giơ tay tát mạnh một bạt tai. Một âm thanh giòn giã vang lên, Lạc Thiên Vũ bị Độ Thiên Chân Nhân tát bay ra hơn 5 mét, lăn thẳng ra cửa. Bay luôn hai chiếc răng cửa. Không dễ dàng gì mới gượng dậy khỏi mặt đất thì cái tát thứ hai của Độ Thiên Chân Nhân lại giáng xuống. Bốp, cơ thể Lạc Thiên Vũ bắn ra như viên đạn đại bác, đập vào cầu thang. Đầu Lạc Thiên Vũ chảy máu ròng ròng. Các người dám đánh tôi. Trong tay tôi có thuốc giải, hắn còn chưa kịp nói xong, Độ Thiên Chân Nhân lại tát tiếp, khiến hắn gục xuống đất. Phụt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1884. Lạc Thiên Vũ phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên, vẻ mặt oán hận nhìn Khương Vi Nhan, các người không muốn lấy thuốc giải thì cứ chờ Tiêu Chính Văn chết đi. Thực xin lỗi khi khiến anh phải thất vọng, Tiêu Chính Văn đã không sao nữa rồi. Chúng tôi không cần thuốc giải của anh. Còn nữa, anh trở về nói với nhà họ Lạc, tốt nhất đừng có ý đồ gì xấu xa, nếu không, tập đoàn Vi Nhan chúng tôi cũng không để yên đâu. Khương Vi Nhan nhìn Lạc Thiên Vũ gục trên nền đất, lạnh giọng nói. Cái gì, Tiêu Chính Văn không sao ư? Tim Lạc Thiên Vũ đập thình thịch, chẳng trách Độ Thiên Chân Nhân dám đánh hắn. Nhưng, loại độc Tiêu Chính Văn chúng là loại độc chỉ nhà họ Lạc có, ai có thể giải được chứ? Dược Sư Hoàng, lại là Dược Vương Cốc. Lạc Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, gắng gượng đứng dậy, rụt rè nhìn về phía Độ Thiên Chân Nhân nói, thưa ông, vừa rồi, tôi đắc tội rồi. Tôi cũng chỉ là một tên chạy việc vặt thôi, xin ông đừng so đo với tôi. Nghe tin Tiêu Chính Văn đã giải được độc, Lạc Thiên Vũ lập tức mất đi chỗ dựa, vội lên tiếng cầu xin. Cô Khương, nên trừng trị người này thế nào? Độ Thiên Chân Nhân nói rồi chậm rãi rút bảo kiếm ra. Thấy thế Lạc Thiên Vũ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Hắn chẳng qua chỉ mới đạt đến cảnh giới chủ soái một sao, đối mặt với Khương Vi Nhan cũng chưa phải là đối thủ. Huống hồ là Độ Thiên Chân Nhân cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Cô Khương, người bỏ độc anh Tiêu không phải tôi. Tôi chỉ là một tên tay sai không có tiếng nói của nhà họ Lạc, cầu xin cô tha cho tôi. Lạc Thiên Vũ quỳ xuống trước mặt Khương Vi Nhan liên tục dập đầu xin tha. Thật ra Khương Vi Nhan cũng đã có ý giết người. Nhưng quả thật như Lạc Thiên Vũ nói, hắn không phải là người bỏ độc, hơn nữa chuyện đã đến nước này. Tốt nhất nên hòa hoãn mối quan hệ với nhà họ Lạc. Dù sao cũng nên hóa giải mâu thuẫn hơn là kết thù. Thôi vậy, ông thả anh ta đi đi. Còn nữa, nói lại lời của tôi cho nhà họ Lạc, bảo họ tự coi đó mà làm. Chương 1885. Không để hắn nói hết câu, Độ Thiên Chân Nhân đã đấm hắn một cú khiến hắn văng ra sân. Cút về nhà họ Lạc đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Lạc Thiên Vũ lăn một vòng trên mặt đất, sau đó bỏ dậy, nhìn Độ Thiên Chân Nhân trong sảnh lớn rồi lại nhìn lên tầng 2 với đôi mắt đầy oán giận. Hừ, Lạc Thiên Vũ hung hăng dậm chân một cái rồi xoay người sải bước rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu. Đi ra ngoài, Lạc Thiên Vũ lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý nhà họ Lạc. Người nghe điện thoại chính là Lạc Thiên Trạch gia chủ đời thứ hai của nhà họ Lạc. Chuyện xử lý thế nào rồi, vẫn thuận lợi chứ?
Lấy được phương thuốc chưa? Lạc Thiên Trạch trầm giọng hỏi. Gia chủ, tên Tiêu Chính Văn đó đã được giải độc rồi, 80% là chuyện tốt do người Dược Vương Cốc làm, tôi còn bị Độ Thiên Chân Nhân đánh đây này. Gia chủ, ông phải báo thù cho tôi. Lạc Thiên Vũ che miệng bị đánh rơi hai cái răng nói. Nghe thế, Lạc Thiên Trạch im lặng một chốc rồi nói, Thiên Vũ, đã thế thì cậu nhanh chóng về đi, chúng ta nghĩ cách khác. Dứt lời, Lạc Thiên Trạch cúp máy. Xem ra kế hoạch lần này của nhà họ Lạc đã hỏng bét. Buông điện thoại xuống, Lạc Thiên Trạch nhanh chân đi đến sân nhỏ nói với ông lão tóc bạc, ông hai, độc trong người Tiêu Chính Văn đã được giải, có lẽ lần này Dược Vương Cốc khăng khăng muốn đối địch với chúng ta. Ông xem, ông lão híp mắt cười khẩy nói, nếu Dược Vương Cốc cũng nhúng tay vào thì đừng tổ chức đại hội Dược Tông gì đó nữa, chẳng phải Dược Vương Cốc giỏi về giải độc lắm sao? Vậy chúng ta cứ để chúng tự giải độc đi. Ghé sát lại đây. Nghe cụ ta nói thế, Lạc Thiên Trạch bước đến gần, ông lão nhỏ giọng nói vào tai Lạc Thiên Trạch mấy câu. Hả, Lạc Thiên Trạch vừa nghe được một nửa thì lộ ra vẻ hoảng sợ nói, ông hai, làm thế có phải quá đáng lắm không? Ngộ nhỡ giới chính trị Hoa Quốc truy cứu đến cùng thì Thiên Thần Tông chúng ta e là không chống đỡ nổi. Đồ ngốc, chúng ta có thể dùng cadaverin chứ không dùng đến thuốc độc mà chỉ nhà họ Lạc chúng ta có. Bằng cách này, chỉ có thể là vì khu mộ lớn ở Tĩnh Sơn bị khai quật nên cadaverin mới lan ra ngoài. Liên quan gì đến nhà họ Lạc chúng ta chứ? Tập đoàn Vi Nhan là nhà xuất khẩu và vận chuyển dược phẩm ra nước ngoài duy nhất của Hoa Quốc, dĩ nhiên họ phải chịu trách nhiệm lớn, Hoa Quốc lại xảy ra chuyện lớn như thế, họ có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Ông lão cười nhạo nói. Ông hai, quả nhiên vẫn là ông đa mưu túc trí. Chương 1886. Nghe ông lão nói xong, Lạc Thiên Trạch gật đầu lia lịa, gương mặt cũng hiện lên nụ cười nham hiểm. Cadaverin cũng là một loại độc khó giải nhất, chỉ cần lây lan ra ngoài thì có tính nguy hiểm cực cao. Hơn nữa người nào chúng phải cadaverin, cả người bị sẽ lở loét rồi chết, trạng thái chết cũng khiến người ta cảm thấy thê thảm. Quan trọng nhất là cadaverin thường vì không thực hiện tốt công tác khử trùng. Chống độc sau khi các ngôi mộ lớn có niên đại quá lâu bị khai quật nên mới lây lan trên diện rộng. Sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ nhà họ Lạc mới là kẻ gây rối. Ngay đêm đó, hàng chục đệ tử của nhà họ Lạc đồng loạt đến các đầu nguồn nước chảy về phía thành phố Thiên Phủ, sau đó đổ từng chai bột thuốc màu trắng vào nguồn nước. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thành phố Thiên Phủ đã có hàng nghìn ca bệnh, hơn nữa trên người ai cũng xuất hiện các đốm màu đen. Những đốm màu đen này vẫn sẽ chảy máu và mủ, hơn nữa còn lở loét trên da. Bất kể là dùng thuốc gì cũng không thể chống lại căn bệnh quái lạ này. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Tỉnh Xuyên. Cô Khương, xảy ra chuyện rồi. Cô xem, Độ Thiên Chân Nhân cầm một tờ báo của Giang Trung đưa đến trước mặt Khương Vi Nhan. Bảng tin đầu trang báo là bài viết đăng về căn bệnh kỳ lạ ở thành phố Thiên Phủ. Cô Khương. Bây giờ các dược tông và các doanh nghiệp y dược ở Tỉnh Xuyên đều đang trên đường đến thành phố Thiên Phủ. Rất nhiều dược tông đều đang dự đoán đây là một loại cadaverin, các chuyên gia ở bệnh viện không thể đưa ra phương án điều trị, càng không biết nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ lạ này. Cô xem có phải chúng ta cũng nên cử người đến đó không? Hả, Khương Vi Nhan cầm tờ báo trong tay, cúi đầu suy tư một chốc. Lưu Sùng Hằng đâu, nói ông ấy đến gặp tôi. Khương Vi Nhan nghiêm nghị nói, môn chủ Lưu đang trên đường đến, chuyện này gây ra chấn động rất lớn với cả Hoa Quốc. Tốc độ lây lan của căn bệnh này cực kỳ nhanh, chỉ cần dính phải máu của bệnh nhân thì sẽ bị nhiễm bệnh. Thế nên tôi nghĩ khả năng cao là cadaverin. Độ Thiên Chân Nhân nghiêm túc nói. Khương Vi Nhan cũng gật đầu. Mặc dù Tông Dược thua xa các bệnh viện lớn hiện đại về thiết bị máy móc nhưng lại nghiên cứu chuyên sâu về những căn bệnh kỳ lạ này. Họ cho rằng căn bệnh kỳ lạ này là do cadaverin gây ra. Chương 1887. Cô Khương, cô đã đọc báo Giang Trung chưa? Bây giờ cả thành phố Thiên Phủ đều đang bàn tán chuyện cadaverin. Lưu Sùng Hằng vừa nhanh chân bước vào phòng khách vừa lớn giọng nói. Môn chủ Lưu, ông cũng nghĩ đây là cadaverin à? Khương Vi Nhan nhíu mày nói. Đúng thế, đây chính là cadaverin. Mấy ngày trước chẳng phải vừa mới khai quật một khu mộ lớn đó sao? Chắc chắn là vì chưa thực hiện tốt công tác phòng độc nên mới khiến cadaverin lan ra.
cũng chẳng phải bệnh kỳ lạ gì. Tuy nhiên có rất nhiều loại cadaverine, hiện giờ chúng tôi cũng không biết được rốt cuộc là loại nào trong số đó. Tôi nghĩ hay là thế này, đem theo bát cực tục mệnh đan mà mấy ngày gần đây tôi luyện ra, dù sao thì cadaverine cũng là khí thối, còn bát cực tục mệnh đan là linh dược hàng đầu dùng để loại bỏ sự thối rữa, sinh ra cái mới, có lẽ có thể khống chế được sự lây lan của cadaverine. Lưu Sùng Hằng nghiêm nghị nói. Khương Vi Nhan gật đầu, Lưu Sùng Hằng nói đúng, bát cực tục mệnh đan quả thật có tác dụng loại bỏ sự thối rữa, sinh ra cái mới. Cũng được, vậy cứ làm theo những gì môn chủ Lưu nói, mấy ngày nay chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đến thành phố Thiên Phủ. Khương Vi Nhan nói. Cô Khương, tôi nghĩ vẫn nên đợi bệnh của cậu Tiêu tốt hơn rồi cậu Tiêu sẽ đi với cô. Độ Thiên Chân Nhân vội ngăn cản nói. Dù sao cũng không rõ tình hình ở thành phố Thiên Phủ, nơi đó lại là địa bàn của Thiên Thần Tông, một cô gái như Khương Vi Nhan cứ thế chạy đến đó quả thật quá nguy hiểm. Không cần, tôi nghĩ nhà họ Lạc cũng không dám có động thái gì nữa đâu, hơn nữa phải ngăn chặn trước khi cadaverine lây lan trên diện rộng. Khương Vi Nhan kiên quyết nói. Chương 1888. Đúng thế, tốc độ lây lan của cadaverine rất nhanh. Đặc biệt khi hiện giờ bệnh viện còn chưa có cách giải quyết nào, gần như ngày nào cũng có hàng trăm người chết một cách đau đớn, nếu như chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thì quả thực là làm trái với ý trời. Lưu Sùng Hằng cũng tiến lên trước giải thích. Theo tôi thấy, chuyện này vẫn cần thảo luận với cậu Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân nhíu mày nói. Khương Vi Nhan trầm tư hồi lâu, sau đó bước nhanh lên phòng ngủ trên tầng 2, nói cho Tiêu Chính Văn nghe đại khái về chuyện phát sinh gần đây. Em có cách gì không? Sau mấy ngày điều dưỡng, tình hình của Tiêu Chính Văn đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà thôi. Ít nhất việc xuống giường đi lại loanh quanh cũng không còn khó khăn nhiều nữa. Hơn nữa, thi thoảng còn có thể đánh võ, chỉ là sẽ hơi mệt mỏi, toàn thân vô lực. Em cảm thấy thời gian không đợi ai cả, bắt buộc phải tới thành phố Thiên Phủ ngay lập tức, lỡ như bát cực tục mệnh đan thật sự có thể giải độc. Vậy thì chẳng phải là chúng ta sẽ cứu sống được rất nhiều người hay sao? Khương Vi Nhan nghiêm túc nói. Nghe thấy Khương Vi Nhan nói ra những lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù Khương Vi Nhan là một người phụ nữ thế nhưng cũng biết lo cho nước cho dân, điều này vô cùng đáng quý. Em nói không sai, chỉ là tình trạng cơ thể của anh lúc này e là không cho phép, hay là thế này đi, em và Lưu Sùng Hằng tới thành phố Thiên Phủ trước. Mấy ngày nữa anh và Độ Thiên Chân Nhân sẽ cùng tới đó sau. Sau khi trầm tư hồi lâu, Tiêu Chính Văn nói với Khương Vi Nhan. Được, vậy thì sáng ngày mai em sẽ tới thành phố Thiên Phủ cùng Lưu Sùng Hằng. Khương Vi Nhan nói xong thì dặn dò Lưu Sùng Hằng một lượt. Sáng ngày hôm sau, Khương Vi Nhan và Lưu Sùng Hằng ngồi máy bay tới thành phố Thiên Phủ. Máy bay vừa cất cánh, nhà họ Lạc đã nhận được tin tình báo. Ông hai, tin tốt đây. Khương Vi Nhan quả nhiên trúng kế rồi. Có phải lúc bọn chúng xuống máy bay thì chúng ta, Lạc Thiên Trạch đan hai bàn tay vào nhau, nói. Không, loại cadaverine này chỉ có bát cực tục mệnh đan có thể giải, bất luận là Khương Vi Nhan hay Dược Sư Hoàng, chỉ cần bọn chúng mang bát cực tục mệnh đan tới thì sẽ rơi vào cái bẫy mà chúng ta đã bố trí đâu ra đó, tới lúc đấy lại dùng những thủ đoạn khác để ép bọn chúng giao nộp phương thuốc. Ông lão nói, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Thật ra nhà họ Lạc không chỉ có địa vị rất cao ở trong võ tông mà ở trong thế tục cũng có mạng lưới quan hệ dày đặc của riêng mình. Chủ tịch thành phố Thiên Phủ chính là một trong những thân tín của nhà họ Lạc. Tới lúc đó chỉ cần lấy lý do cứu người dân toàn thành phố là có thể ép Khương Vi Nhan giao nộp phương thuốc. Chương 1889. Mà từ đầu tới cuối, nhà họ Lạc vẫn cứ trốn sau tấm rèm. Bất cứ ai cũng không có cách nào phát giác ra tất cả những chuyện này đều là một vở kịch do nhà họ Lạc đạo diễn. Rõ, vậy tôi sẽ đi liên hệ với chủ tịch thành phố La, bảo ông ta quan tâm chu đáo tới Khương Vi Nhan. Lạc Thiên Trạch nói với ông lão. Đi đi, nhớ kỹ, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được để lộ sớm. Ông lão trầm giọng dặn dò. Lúc này, bên trong Dược Phương Cốc, Dược Sư Hoàng cũng đang xem tờ báo đó. Dược Sư Hoàng vừa nhìn là đã nhận ra ngay mấy trò mèo này của nhà họ Lạc. Hừ, muốn ép Khương Vi Nhan nghe lời chỉ với phương thức như này ư. Lạc Kỳ Anh đúng là ngây thơ. Nói xong,
Dược sư Hoàng đặt tờ báo đó lên trên mặt bàn, rót tách trà rồi nhấp một ngụm nhỏ. Môn chủ, hiện giờ cả dược tông của tỉnh Xuyên đều đã tới thành phố Thiên Phủ rồi, chúng ta có cần cử người tới đó hay không? Đại trưởng lão ngẩng đầu hỏi. Quan hệ giữa võ tông và Hoa Quốc vốn thân thiết từ đời này sang đời khác. Bất cứ nơi nào xảy ra sự kiện trọng đại gì cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của võ tông. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân quan trọng để giới chính trị Hoa Quốc có thể cho phép võ tông tồn tại. Không, chúng ta tạm thời án binh bất động, xem phản ứng của Tiêu Chính Văn rồi tính sau, nếu như Khương Vi Nhan xảy ra chuyện bất trắc gì thì Tiêu Chính Văn nhất định sẽ ra tay với Thiên Thần Tông. Tới lúc đó, chúng ta lại liên thủ với Tiêu Chính Văn để tiêu diệt Thiên Thần Tông, như vậy vừa có thể khiến cho người của Dược Tông nhìn thấy được thực lực của chúng ta lại vừa có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên người Tiêu Chính Văn. Dược sư Hoàng cười nham hiểm, nói. Môn chủ, chỉ là, nếu như chúng ta không lộ diện thì có lẽ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Dược Vương Cốc. Đại trưởng lão nhíu mày nói. Không phải không lộ diện mà là phải lựa chọn một thời cơ lộ diện thích đáng, cứ làm theo những gì tôi nói đi. Dược sư Hoàng xua tay nói với đại trưởng lão. Vâng, đại trưởng lão thấy thái độ của Dược sư Hoàng rất kiên quyết nên vội vàng đi ra khỏi phòng trà. Lúc này, Khương Vi Nhan và Lưu Sùng Hằng đã tới thành phố Thiên Phủ và đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Phòng bệnh đã chật kín những bệnh nhân chúng phải cadaverin. Ôi chao, ôi, cứu tôi với. Cứu tôi với, để cho tôi chết một cách thoải mái đi, tôi không muốn sống nữa, thực sự quá khổ rồi. Nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn của mọi người trên giường bệnh, sắc mặt của Khương Vi Nhan càng trở nên nghiêm trọng. Chương 1890. Những bệnh nhân này quả thực giống như những gì báo chí nói, toàn thân đều đang chảy ra máu mủ màu đen, hơn nữa làn da và bắp thịt đều đã thối rữa hết cả. Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô Khương, bọn họ đáng thương quá, hay là chúng ta thử dùng bát cực tục mệnh đan trước xem sao? Lưu Sùng Hằng nhíu mày nói. Ừ, cũng được, nếu như không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Khương Vi Nhan gật đầu nói với Lưu Sùng Hằng. Lưu Sùng Hằng vội vàng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ từ bên trong ra mười mấy viên bát cực tục mệnh đan rồi bảo y tá mang tới cho mình một chút nước sôi. Cô bỏ bát cực tục mệnh đan dung hòa hoàn toàn vào trong nước sôi, sau đó mới bảo người cho những bệnh nhân nặng nhất uống chỗ thuốc này. Để tăng cường hiệu quả thuốc, Lưu Sùng Hằng còn đặc biệt dung hòa thêm mấy viên đan dược, đích thân bôi lên trên cơ thể của những bệnh nhân này. Trong đêm hôm đó, số bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng nhất kia đã có những chuyển biến tốt đẹp vô cùng rõ rệt. Hơn nữa trên người cũng không còn chảy máu mủ, chỉ trong một buổi chiều đã thu được hiệu quả tốt như vậy, điều này lập tức thu hút sự chú ý của các bệnh viện. Sáng ngày hôm sau, mấy bệnh nhân đó đã hoàn toàn bình phục. Tin tức này lan ra khắp thành phố Thiên Phủ rất nhanh, thậm chí ngay cả chủ tịch thành phố La Trường Minh cũng trực tiếp tìm đến. Nhìn thấy đám người túm tụm xung quanh một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi cùng bước vào phòng bệnh, Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày. Bởi vì bên trong đám người lại có một gương mặt vô cùng quen thuộc với cô Lạc Thiên Vũ. Chủ tịch La, theo tôi được biết, phương thuốc dùng để cứu người có tên là bát cực tục mệnh đan. Bên trong thành phố Thiên Phủ hiện giờ có nhiều người nhiễm bệnh như vậy, tôi thấy, chỉ bằng bảo xếp Khương thể hiện trái tim nhân từ bằng cách hiến tặng phương thuốc để cứu muôn dân ra khỏi kiếp lầm than. Lạc Thiên Vũ đi tới giữa phòng nói lớn tiếng ngay trước mặt Khương Vi Nhan và các môn chủ Dược Tông. Lời này vừa mới thốt ra, gần như tất cả mọi người đều hiểu được ý của Lạc Thiên Vũ. Thế nhưng chỉ cần là người của Dược Tông thì có ai là không nhòm ngó tới bát cực tục mệnh đan. Nếu như có thể tận dụng cơ hội này mà nhìn một lần thì cũng coi như chuyến đi tới thành phố Thiên Phủ không hề tốn công vô ích. Vậy nên dù mọi người đều hiểu yêu cầu của Lạc Thiên Vũ vô cùng quá đáng thì căn bản cũng chẳng có ai đứng ra nói đỡ lời cho Khương Vi Nhan. Ừ, nói rất có lý, nếu như hiến tặng phương thuốc thì thành phố có thể cử người sản xuất với số lượng lớn, rất nhanh có thể giải quyết vấn đề nguy hiểm tới tính mạng. Sếp Khương, không biết ý của cô thế nào? La Trường Minh và Lạc Thiên Vũ kẻ tung người hứng nói. Cái gì? Không đợi Khương Vi Nhan đáp lời, Lưu Sùng Hằng là người đầu tiên đứng ra nhìn Lạc Thiên Vũ và La Trường Minh, nói, mấy người đang có ý gì? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi giao nộp phương thuốc chứ? Hơn nữa, dù có là vì cứu người thì chúng tôi cũng có thể tự mình chế luyện, không cần người khác phải giúp đỡ.
Nghe thấy lời này, lông mày của Lạc Thiên Vũ khẽ chuyển động, hắn lạnh lùng cười nói, tôi khuyên mấy người vẫn nên giao nộp phương thuốc đó ra đi, chuyện này ảnh hưởng tới tính mạng của cả trăm nghìn người ngoài kia. Hơn nữa, đây không phải lời thỉnh cầu của nhà họ Lạc chúng tôi với mấy người mà là yêu cầu của quốc gia. Chương 1891. Một câu tổ quốc cần đã đẩy cả chuyện này lên một tầm cao mới. Nếu Khương Vi Nhan không giao phương thuốc ra có nghĩa là không quan tâm đến toàn cục. Nếu cô chỉ là một người phụ nữ bình thường thì không sao, nhưng cô lại là vợ của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Có thể nói rằng, câu nói đó đã ép Khương Vi Nhan vào góc cùng của đạo đức. Đúng thế, cậu Lạc nói rất đúng, đây không phải là chúng tôi đòi phương thuốc ở chỗ cô mà là vì cứu người. Vua Bắc Lương một lòng thương dân như con, lẽ nào cô Khương trơ mắt nhìn người dân chết thảm thế sao? Một ông lão ở phía sau La Trường Minh và Lạc Thiên Vũ bước ra, vuốt râu, đôi mắt già nua tham lam nhìn Khương Vi Nhan lạnh lùng hỏi. Cô Khương, chỉ là một phương thuốc thôi, nếu có thể cứu được người dân thì dù tôi có dâng hiến mạng sống cũng có làm sao đâu. Lại một ông lão khác chen ra khỏi đám người giả vờ đứng đắn, dõng dạc nói. Chỉ một phương thuốc ư, các ông thật mạnh miệng, trong bát cực tục mệnh đan này còn một vị thuốc nữa là máu người. Hay là ông hiến máu của ông ra đi? Chính ông cũng đã nói nếu có thể cứu được người dân thì ông có hiến dâng mạng sống cũng không sao mà. Lưu Sùng Hằng nghiến răng nghiến lợi chắn trước người Khương Vi Nhan hét lên với đám người. Ông, vừa rồi ông lão đó chỉ thuận miệng nói thôi, đừng nói là bảo cụ ta hiến mạng, dù chỉ hiến một giọt máu thôi cụ ta cũng phải suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Ông cái gì mà ông? Các ông đừng tưởng Lưu Sùng Hằng tôi dễ bắt nạt. Dù ông đây có chết ở đây, các ông cũng đừng hòng lấy được phương thuốc. Còn nữa, xếp Khương là vợ của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, ép buộc một người phụ nữ như cô ấy thế, lẽ nào các ông không sợ vua Bắc Lương sao? Lưu Sùng Hằng dứt khoát làm rõ vấn đề, nhắc lại với mọi người lần nữa, mặc dù Khương Vi Nhan là phụ nữ nhưng đằng sau cô lại có vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Môn chủ Lưu, e là ông không biết lần này sẽ có bao nhiêu tiền bối dược tông có danh tiếng đến đây nhỉ? Ai trong số họ cũng không phải là người mà các ông có thể chọc vào. Vua Bắc Lương đúng là đáng sợ, có thể khiến đoàn Hải Long chủ động xin lỗi, có thể làm ông nhạc xuống núi vì cậu ta, mọi chuyện có vẻ rất lợi hại nhưng so với cội nguồn của Dược Tông thì mấy thứ đó có là gì. Đừng nói là cảnh giới thiên vương, dù là cường giả cảnh giới thiên thần cũng không dám xem thường Dược Tông. Ông lão đó bước đến trước một bước lạnh lùng nói. Cụ ta là cốc chủ của thần Nông Cốc. Mặc dù đệ tử thần Tông Cốc rất ít, tông môn không phát triển lắm nhưng thần Nông Cốc và Dược Vương Cốc được gọi là hai cốc của Dược Tông. Tuy nhiên hai đời cốc chủ trước đó lại không giỏi về phương thuốc và dược tính, danh tiếng đã không vang xa bằng Dược Vương Cốc. Chương 1892. Nhưng bất kỳ ai trong Dược Tông cũng không thể xem thường sự tồn tại của thần Nông Cốc. Sở Thiên Thư, uổng cho ông là cốc chủ thần Nông Cốc thế mà lại nói mấy lời đáng xấu hổ. Ỷ thế áp bức người khác như thế. Lưu Sùng Hằng chỉ vào cốc chủ thần Nông Cốc lớn giọng mắng. Hừ, Lưu Sùng Hằng, tôi khuyên ông nên nhìn rõ tình hình, đừng tự suy diễn bậy bạ. Sở Thiên Thư cười khẩy nói. Cụ ta vừa dứt lời, dưới tầng của bệnh viện xuất hiện từng chiếc xe hạng sang, sau đó mấy chiếc xe này lái vào bãi đậu xe. Các con đường xung quanh bị kẹt lại bởi mấy chiếc xe sang này. Không lâu sau, từng nhân vật tầm cỡ mặc áo dài, khí chất phóng khoáng, tự nhiên sải những bước chân vững chắc tiến vào phòng bệnh. Chẳng mấy chốc phòng bệnh chăm sóc đặc biệt rộng khoảng 60 mét vuông trở nên vô cùng đông đúc, liếc mắt nhìn sang cũng có thể thấy toàn là những người tai to mặt lớn trong Dược Tông. Đúng lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng hất cằm sải bước đi vào. Mọi người đồng loạt nhường ra một đường cho hắn ta, ngay cả Sở Thiên Thư cũng phải chắp tay lại khi nhìn thấy người đàn ông này. Người này chắc là Thừa Tiếu Thiên của nhà họ Thừa ở Hoài Nam nhỉ? Nhà họ Thừa ở Hoài Nam? Hừ, người ta là đệ tử chân truyền của thủ lĩnh Dược Tông Hằng Sơn đấy, nghe nói tuổi nhỏ nhưng đã có thể đảm đương những việc quan trọng, tự nghiên cứu và chế ra các phương thuốc. Ôi trời, chuyện Cadaverine ở thành phố Thiên Phủ đã gây chấn động đến các nhân vật tầm cỡ này rồi à? Người thanh niên nghe tiếng mọi người bàn tán, gương mặt hiện lên vẻ khinh thường. Hai tay chắp ra sau lưng bước vào trong đám người. Ồ, đây chẳng phải là sư đệ Thừa sao? Sở Thiên Thư tiến đến một bước chắp tay nói.
thấy thế mọi người xung quanh đều nhìn Thừa Tiếu Thiên với ánh mắt kính cẩn. Người mà ngay cả Sở Thiên Thư cũng phải cung kính như thế thì sau này chắc sẽ là một ngôi sao mới của Dược Tông. Mặc dù thực lực của Thừa Tiếu Thiên chỉ mới ở cảnh giới chủ soái một sao nhưng người của Dược Tông không đánh giá sức về chiến đấu mà đánh giá đối phương có thể thành thục và biết đến bao nhiêu phương thuốc. Sở dĩ Dược Tông có thể trở nên đặc biệt trong Võ Tông là vì đệ tử của Võ Tông có thể nhanh chóng tăng cảnh giới trong 1-2 năm đầu đều nhờ vào những viên thuốc và thuốc mỡ của Dược Tông. Thế nên về phương diện chế thuốc, đệ tử Dược Tông càng có khả năng xuất sắc thì càng được Võ Tông tôn sùng, càng có tầm ảnh hưởng trong Võ Tông. Chương 1893. Dù họ chỉ là cảnh giới chiến thần, thậm chí mới ở cảnh giới quân vương đi chăng nữa, cũng không ai dám chọc vào. Đắc tội với bất kỳ nhân tài kiệt xuất nào của Dược Tông cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với một số lượng tông môn lớn. Sư huynh Sở, mấy năm không gặp, không biết anh vẫn ổn chứ? Thừa Tiếu Thiên chắp tay với Sở Thiên Thư cười nói. Lượng thông tin trong lời nói của hắn quá lớn. Hóa ra trước đây Sở Thiên Thư cũng là đệ tử của Dược Tông Hằng Sơn. Hơn nữa còn có quan hệ sư huynh, sư đệ với Thừa Tiếu Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Sùng Hằng không khỏi lo lắng. Bản thân ông ta là người của Dược Tông nên biết rõ tầm ảnh hưởng của những người như Sở Thiên Thư và Thừa Tiếu Thiên như thế nào. Nếu chỉ có một mình Sở Thiên Thư thì vẫn có thể nhắc đến Dược Vương Cốc để chèn ép. Nhưng bây giờ lại có thêm Thừa Tiếu Thiên. Kết quả thế nào vẫn không nói trước được. Các vị, tôi nghe nói thành phố Thiên Phủ xuất hiện cadaverin, thế nên tôi lập tức đến đây ngay, vừa rồi đi trong hành lang nghe nói hình như có một cô gái họ Khương có phương thuốc của thuốc giải. Không biết có thật không? Thừa Tiếu Thiên kiêu ngạo hỏi. Sư đệ thừa, có điều cậu không biết đó, trong tay cô Khương này đúng là có một phương thuốc, hơn nữa hiệu quả chữa trị rất tốt. Nhưng người ta là vợ của Tiêu Chính Văn. Từ chối hợp tác với chúng ta, càng không muốn giao phương thuốc ra. Người dù trơ mắt nhìn hàng nghìn người chết thảm cũng không muốn chia sẻ phương thuốc là làm trái với lời dạy của Đại Thánh Thần Tông Cụ Tổ Dược Tông. Sở Thiên Thư liên tiếp ném hết tội lên đầu Khương Vi Nhan. Những lời của cụ ta cũng lập tức kéo toàn bộ Dược Tông đứng về phía đối lập với Khương Vi Nhan. Ồ, Thừa Tiếu Thiên hơi cau mày nhìn Khương Vi Nhan nói, tôi nghe nói vua Bắc Lương lập công với Hoa Quốc. Lẽ nào mấy lời đồn đó đều là giả sao? Trơ mắt nhìn nhiều người dân thành phố Thiên Phủ chịu khổ như thế nhưng lại không chịu chia sẻ một phương thuốc nhỏ cho mọi người. Xem ra vua Bắc Lương cũng chỉ là ham hư danh, mấy lời ca ngợi coi dân như bố mẹ đều là mấy lời lừa bịp. Tôi cho rằng anh ta lấy việc công làm việc tư mới là thật. Thừa Tiếu Thiên cong khóe môi cười khẩy nhạo báng. Anh nói bậy, các anh chẳng qua là muốn cướp phương thuốc trong tay tôi. Dựa vào đâu mà rèm pha Tiêu Chính Văn? Khương Vi Nhan siết chặt nắm đấm tiến đến trước nghiêm giọng hỏi. Chương 1894. Hừ, cướp phương thuốc trong tay cô ư. Nếu chúng tôi có ý cướp thật thì cô nghĩ hôm nay cô còn có thể ra khỏi phòng bệnh này sao? Chúng tôi chỉ vì người dân, vì những người đang bị bệnh tật hành hạ dở sống dở chết, mong cô biết điều giao phương thuốc ra. Nếu không chúng tôi không ngại sử dụng quan hệ của cả Võ Tông để đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi Hoa Quốc đâu. Thừa Tiếu Thiên híp mắt nhìn Khương Vi Nhan nói. Những lời của Thừa Tiếu Thiên hoàn toàn không phải là lời đe dọa. Nếu hơn 60% tông môn trong Võ Tông cùng đệ đơn muốn đuổi một người ra khỏi Hoa Quốc với Võ Tông thì cực kỳ dễ dàng. Đúng thế, người xem thường mạng sống của người dân Hoa Quốc như cỏ rác thế này không nên ở lại Hoa Quốc. Phải. Giao phương thuốc ra đây, nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu Võ Tông đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi Hoa Quốc. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại ích kỷ như thế, không phải chỉ là một phương thuốc thôi sao? Có cái gì không nỡ chứ? Mọi người ông một câu, tôi một câu đồng loạt chỉ trỏ mắng chửi Khương Vi Nhan. Hôm nay đến đây ngoài La Trường Minh thì không có ai là người bình thường. Mặc dù sức chiến đấu của Dược Tông không mạnh nhưng tầm ảnh hưởng lại không phải là thứ người thường có thể so được. Hừ, đừng nói hôm nay Tiêu Chính Văn không có ở đây, dù Tiêu Chính Văn đích thân đến đây thì sao chứ? Thừa Tiếu Thiên kiêu ngạo chỉ vào hàng trăm đệ tử Dược Tông xung quanh. Ngay cả La Trường Minh thấy tình thế này cũng thấy ớn lạnh. Các người to gan lắm, dám liên kết đuổi vua Bắc Lương, các người không sợ thiên tử sẽ trừng trị Dược Tông các người sao? Lưu Sùng Hằng tức đến độ mặt mày trắng bệch, môi cũng không còn chút máu. Ha ha!
thiên tử dám thờ ơ với yêu cầu của võ tông sao? Người dân nổi giận thì khó mà dẹp yên. Thừa thiếu thiên mỉa mai nhìn Lưu Sùng Hằng. Bớt nói nhảm nhí đi, lập tức giao phương thuốc ra đây. Sở Thiên Thư tiến lên trước một bước lạnh lùng quát. Cụ ta vừa nói thế tất cả mọi người đều rời tầm mắt nhìn sang Khương Vi Nhan. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ, dù có là đàn ông cũng sẽ cảm thấy sợ khi đối mặt với cục diện này. Chương 1895. Lưu Sùng Hằng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt. Vừa định lên tiếng tranh cãi với đám người Sở Thiên Thư thì lại bị Khương Vi Nhan ngăn lại. Môn chủ Lưu, không cần nói nhiều với họ đâu, bọn họ sẽ không nghe. Các người nói đúng, phương thuốc bát cực tục mệnh đan quả thật nằm trong tay tôi, hơn nữa bây giờ tôi đang nghiên cứu và chế ra bát cực tục mệnh đan, nhưng tại sao tôi lại phải đưa cho các người? Khương Vi Nhan vừa nói thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc bình sứ trắng trong tay cô. Cảm nhận được ánh mắt tham lam của mọi người, Khương Vi Nhan chỉ cười khẩy. Không giao phương thuốc ra thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Thừa Thiếu Thiên dần thu lại nụ cười niềm nở của mình, ánh mắt hiện lên tia sát khí. Từ lúc bước vào phòng bệnh, hắn đã cẩn thận quan sát, Khương Vi Nhan chỉ là một chiến thần thiên cấp 4 sao, còn hắn đã đạt tới cảnh giới chủ soái 1 sao. Chỉ riêng về thực lực cũng đủ để chèn ép Khương Vi Nhan. Đừng hòng rời khỏi đây ư, anh nghĩ anh là ai? Tôi muốn đi, ai có thể ngăn cản được tôi? Nghe Khương Vi Nhan nói thế, mọi người đều sửng sốt, nhưng 3 giây sau ai cũng bật cười thành tiếng. Chẳng lẽ Khương Vi Nhan là kẻ ngốc sao? Mặc dù trong đám người ở đó không có cao thủ cảnh giới thiên vương nhưng vẫn có vài long soái 5 sao. Chỉ dựa vào một phụ nữ yếu đuối như cô và Lưu Sùng Hằng thực lực không đến đâu mà còn muốn rời khỏi đây sao? Ha ha ha, Thừa Tiếu Thiên không khỏi ngẩng mặt lên bật cười, đừng nói là Khương Vi Nhan, dù có một cao thủ cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao xuất hiện cũng không dám ra tay đánh họ. Huống hồ bọn họ có đến 100 người, bao vây tấn công Khương Vi Nhan và Lưu Sùng Hằng chỉ như giết gà dọa khỉ thôi. Lúc này Lưu Sùng Hằng cũng hơi ngây người, bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến kịp, sao Khương Vi Nhan lại dám nói mạnh miệng thế chứ? Trong những người ở đây, không dưới mười mấy người có thực lực có thể sánh ngang với Lưu Sùng Hằng. Trong trí nhớ của Lưu Sùng Hằng, trước giờ Khương Vi Nhan luôn được Tiêu Chính Văn bảo bọc dưới đôi cánh của mình. Thoát ra khỏi vòng vây, cô ấy làm được sao? Chương 1896. Hừ, ai cũng nói Tiêu Chính Văn ngạo mạn, tôi thì thấy ngay cả người phụ nữ của Tiêu Chính Văn cũng rất kiêu ngạo, e là cô vẫn chưa biết cô đang nói chuyện với ai đâu. Thừa Thiếu Thiên khinh bỉ lạnh lùng nói. Tôi không muốn biết các anh là ai, cho dù các anh là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không giao phương thuốc trong tay ra đâu. Đây chính là câu trả lời của tôi. Thái độ của Khương Vi Nhan cực kỳ cứng rắn, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Lưu Sùng Hằng. Không ngờ Khương Vi Nhan trước giờ luôn mềm yếu còn có một mặt mà mọi người không biết này. Ngông cuồng, quả thật là cực kỳ ngạo mạn. Đây là cảm nhận chung của mọi người về Khương Vi Nhan. Ngay cả La Trường Minh cũng hơi cau mày, chủ tịch thành phố Thiên Phủ là ông ta còn đang ở đây mà Khương Vi Nhan lại dám mạnh miệng thế sao? Ha ha, đúng là nực cười. Sở Thiên Thư lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan nói, đã mấy chục năm chưa có ai dám nói chuyện như vậy trước mặt tôi cả. Cô gái, tôi thật sự không biết là ai cho cô can đảm để cô nói ra những lời này. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết. Bất kể người chống lưng cho cô là ai thì hôm nay cũng phải để lại phương thuốc này. Tôi không cần bất kỳ ai chống lưng cả, dù không có Tiêu Chính Văn ở bên cạnh, tôi cũng sẽ không để mặc các ông uy hiếp. Khương Vi Nhan nghiêm nghị nhìn mọi người nói. Ồ, không cần chỗ dựa ư, trước mặt chúng tôi lại dám nói năng ngông cuồng. Nói xong, Sở Thiên Thư sải bước đi về phía Khương Vi Nhan, rõ ràng là muốn ra tay với Khương Vi Nhan. Thấy thế Lưu Sùng Hằng vội vàng chắn trước mặt Khương Vi Nhan. Dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Thiên Thư, nhưng ông ta cũng phải bảo vệ sự an toàn của Khương Vi Nhan. Ông Sở, chuyện nhỏ này không cần ông phải ra tay, vừa lúc tôi muốn tính toán rõ ràng với cô Khương. Dứt lời, Lạc Thiên Vũ bước đến trước mặt Khương Vi Nhan. Ừ, cũng được, tôi ra tay với một cô gái e là mất hết mặt mũi, cứ giao cho cậu Lạc vậy. Sở Thiên Thư cười nói, sau đó trở về chỗ cũ. Khương Vi Nhan,
mặc dù hôm đó người đánh tôi hai cú không phải là cô nhưng cũng bị cô chỉ trích nhỉ. Cô cũng thấy tình hình hôm nay rồi đấy, dù Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân có đến thì cũng không giúp gì được cho cô. Chương 1897. Tôi khuyên cô trước khi tôi ra tay đánh cô thì giao phương thuốc ra đây, mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện, nếu không tôi phải đánh trả lại hai cú tát ngày hôm đó. Lạc Thiên Vũ mặt dày vô liêm sỉ nở nụ cười tà ác, đảo mắt nhìn trước ngực Khương Vi Nhan. Cô Khương, tôi nghĩ hay là cứ giao phương thuốc cho họ trước, đợi cậu Tiêu đến rồi chúng ta tranh cãi với họ cũng không muộn. Người ta thường nói, người thông minh nên đợi đến thời cơ thích hợp. Lúc này Lưu Sùng Hằng lòng như lửa đốt, trông mong Tiêu Chính Văn có thể mau chóng xuất hiện như mong chờ sao trời và trăng. Nhưng đó chỉ là ý muốn mà thôi. Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, theo lời hẹn giữa Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, ít nhất phải 10 ngày sau Tiêu Chính Văn mới đến thành phố Thiên Phủ. Không cần phải nhún nhường với những người này, nếu không họ chỉ được nước lấn tới thôi. Trước đây Khương Vi Nhan vẫn luôn bao dung, nhường nhịn với người nhà của mình. Nhưng sau đó thì sao? Họ vẫn ép cô vào đường cùng, không còn đường lui. Thế nên cô tuyệt đối sẽ không nhún nhường bất kỳ ai dù chỉ là nửa bước. Hừ, mạnh miệng quá đấy, tiếc là dù cô có muốn lùi bước cũng không còn đường lui nữa rồi. Lạc Thiên Vũ cực kỳ xem thường Khương Vi Nhan. Xét về sức chiến đấu, mặc dù hắn thua xa Độ Thiên Chân Nhân, cũng không thể so được với Sở Thiên Thư. Nhưng đối phó với một người phụ nữ thì chẳng phải là dễ dàng lắm sao. Khương Vi Nhan, hôm đó cô có thể kiêu ngạo là vì có Độ Thiên Chân Nhân giúp cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao? Thật sự không biết cô lấy đâu ra can đảm dám nói lời ngạo mạn trước mặt nhiều người như thế. Hôm nay tôi phải khiến cô mở to mắt ra nhìn người mạnh còn có người mạnh hơn. Lạc Thiên Vũ tức giận hét lên, sau đó đột nhiên lao về phía Khương Vi Nhan. Trong mắt hắn, Khương Vi Nhan chỉ là đàn bà con gái. Cho dù có sức chiến đấu của chiến thần thiên cấp 4 sao thì sao chứ? Thực lực của hắn là chủ soái một sao. Chỉ cần tùy ý tung cú đấm cũng có thể đánh Khương Vi Nhan tan xương nát thịt. Lưu Sùng Hằng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị một người đàn ông trung niên bên cạnh Sở Thiên Thư giữ chặt, không thể nhúc nhích được nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt thương cảm. Ai bảo vừa nãy cô lại kiêu ngạo như vậy chứ? Điều chờ đợi cô lúc này chỉ có thể là sự nhục nhã và cái chết vô tận. Chương 1898. Lỗi nguồn, các bạn qua chương tiếp theo nhé. Chương 1899. Một người phụ nữ như cô mà cũng dám nói năng hỗn láo với nhiều trưởng lão của Dược Tông như vậy. Thừa Tiếu Thiên khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan. Không cần hắn ra tay thì Lạc Thiên Vũ cũng có thể đánh Khương Vi Nhan quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Đến lúc đó, sẽ không đơn giản như giao phương thức luyện đan nữa. Thương lượng tử tế thì không muốn, đợi đến lúc bị người ta đánh thảm thương thì tất nhiên điều kiện sẽ không còn ưu ái nữa. Lúc Lạc Thiên Vũ lao về phía Khương Vi Nhan, lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên mùi hôi thối khó chịu, ập thẳng vào mũi. Đây là loại độc đặc biệt của nhà họ Lạc. Bởi vì lúc bình thường luyện công, chất độc sẽ bào mòn ra bàn tay, do đó, trên tay mới có mùi hôi thối. Một khi trúng loại độc này thì chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể, khiến người ta mất đi năng lực vận động trong chốc lát. Thậm chí có thể giết chết người một cách âm thầm. Mà cảnh giới của Khương Vi Nhan thấp hơn Lạc Thiên Vũ một bậc. Vì vậy, chỉ cần bàn tay này chạm vào người Khương Vi Nhan thì cho dù không chết, cũng sẽ đau đớn như tim bị côn trùng gặm nhấm. Khương Vi Nhan, cô chết bịch, lúc Lạc Thiên Vũ cho rằng tay mình đã đánh trúng thì đột nhiên Khương Vi Nhan chuyển động. Bàn tay mảnh mai của cô hơi nâng lên, dường như có một lực hút mạnh, hút sạch không khí xung quanh. Sau đó đánh ra một chưởng với tốc độ nhanh như chớp. Rõ ràng Lạc Thiên Vũ cảm thấy chưởng kia rất chậm, chỉ cần quay người là có thể tránh né, nhưng lại cứ đứng nhìn cú đánh dường như chậm đến cực điểm kia. Cơ thể Lạc Thiên Vũ không nghe theo lời hắn, đứng sững sờ tại chỗ, chờ đợi bàn tay mạnh mẽ của Khương Vi Nhan đánh lên người. Lạc Thiên Vũ chỉ cảm thấy cơ thể như bị một hòn núi nhỏ đâm vào, ngã nhào trên mặt đất. Tiếng rầm lớn vang lên, ngay cả sàn đá cũng bị nứt. Có thể thấy chưởng này đánh mạnh cỡ nào. Lúc này, Lạc Thiên Vũ đã bị gãy hơn chục chiếc xương sườn, đau đến mức không thốt ra nổi tiếng kêu la.
Phụt, Lạc Thiên Vũ vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có cả mảnh vỡ nội tạng. Nhìn thấy Lạc Thiên Vũ chết dở sống dở vì cú đánh của Khương Vi Nhan, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Một chủ soái một sao hoàn toàn có thể nghiền nát cường giả cảnh giới chiến thần. Lạc Thiên Vũ đấu với Khương Vi Nhan, vốn chẳng hồi hộp chút nào. Cho dù là đảo ngược tình thế thì cũng chỉ có thể xảy ra trong cùng một cấp bậc. Chương 1900. Chủ soái và chiến thần cách biệt một trời một vực mà. Sự hiểu biết và vận dụng sức mạnh căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Nhưng tại sao Lạc Thiên Vũ lại bị đánh bại? Lạc Thiên Vũ, hôm đó, tôi bảo Độ Thiên Chân Nhân thả anh đi, không phải vì tôi sợ nhà họ Lạc các người, tôi chỉ không muốn vì chuyện nhỏ này mà ép anh vào chỗ chết. Nhưng hôm nay, anh nhất định phải chết. Khương Vi Nhan nói xong liền đá mạnh vào bụng dưới của Lạc Thiên Vũ. Phụt, Lạc Thiên Vũ phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể giống như đạn pháo, bay thẳng tới cửa sổ. Rầm, tiếng động lớn vang lên, Lạc Thiên Vũ đâm nứt bức tường rồi nặng nề rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện này, không thể nào. Cô biết trận pháp ư? Đúng là Sở Thiên Thư hiểu biết sâu rộng. Lúc nãy Khương Vi Nhan nâng tay lên, Sở Thiên Thư cảm nhận được không khí xung quanh bị hút hết, nên đã có dự cảm trước. Lúc cú đánh của Khương Vi Nhan giáng xuống, cơ thể Lạc Thiên Vũ như bị thứ gì đó giam cầm, điều này càng khẳng định suy đoán của cụ ta. Trong võ tông, trận pháp không hề hiếm lạ. Nhưng trận pháp cũng được phân chia cao thấp. Thông thường, trong võ tông, tất cả những gì có thể tiếp xúc được thì đều là trận pháp huyễn thuật. Mà trận pháp Khương Vi Nhan vừa thi triển lúc nãy rõ ràng còn cao minh hơn huyễn thuật rất nhiều. Nó huy động được một lực đạo trong thế giới tự nhiên, ngay cả Sở Thiên Thư cũng không biết loại lực đạo này. Cô Khương, sao cô lại biết loại trận pháp này? Lưu Sùng Hằng cũng sững sờ. Không ngờ một Khương Vi Nhan yếu đuối lại là một nhân vật lớn giấu mặt. Ai mà không biết, một khi quyền pháp kết hợp với trận pháp thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Điều này có thể thấy qua việc Lạc Thiên Vũ bị đánh đến nỗi phun ra máu, thậm chí còn nôn ra cả nội tạng. Lúc này, Lạc Thiên Vũ đang nằm trên đất, hai tay ôm bụng dưới. Hắn không dám tin tất cả mọi chuyện là sự thật. Cú đánh này gần như hủy diệt hắn. Ai cũng biết Khương Vi Nhan chỉ là một cô gái yếu đuối, là tổng giám đốc của tập đoàn Vi Nhan mà thôi. Bị một cô gái đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Cho dù hôm nay hắn không chết thì sau này cũng sẽ không còn đường sống trên võ đạo nữa. Chương 1901. Bởi vì sự tự tin của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Lạc Thiên Vũ, tôi hy vọng chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Lạc của anh, nếu không, lúc Tiêu Chính Văn đến thành phố Thiên Phủ, sẽ là ngày nhà họ Lạc diệt vong. Khương Vi Nhan lạnh lùng nói. Nghe xong câu nói này của Khương Vi Nhan, không còn ai dám cười nhạo khinh thường nữa. Họ Khương kia, cô đừng đắc ý quá sớm. Cho dù tôi chết trong tay cô thì cô cũng không dễ sống đâu. Hôm nay, ở đây đều là những trưởng lão cao quý của Dược Tông. Bọn họ muốn giết cô thì cho dù Tiêu Chính Văn tới cũng chẳng bảo vệ được cô đâu. Lạc Thiên Vũ cố gắng gầm lên. Ồ, vậy sao? Khương Vi Nhan lạnh lùng liếc nhìn đám người Sở Thiên Thư. Hừ, cô gái trẻ, cô thật sự làm tôi bất ngờ đấy. Một cô gái trẻ như cô rất khó để đạt tới cảnh giới chiến thần 4 sao, hơn nữa lại còn biết thi triển trận pháp, khiến tôi nhìn vào cũng phải thán phục. Chỉ là cảnh giới của cô còn quá thấp, cho dù dung hợp được trận pháp thì sao chứ? Sở Thiên Thư nói đúng, mặc dù cụ ta không biết dung hợp giữa trận pháp và võ đạo sẽ đạt được hiệu quả thế nào, nhưng dù sao Khương Vi Nhan cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới chiến thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Còn trong số những người có mặt ở đây ngày hôm nay, lại không thiếu Long Soái cấp 5 sao. Muốn giữ cô và Lưu Sùng Hằng ở đây không phải là không thể. Vậy sao? Vậy ông có thể thử xem. Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn Sở Thiên Thư, đồng thời lùi lại về phía sau một bước. Bây giờ, thực lực của cô vừa khôi phục cảnh giới chiến thần thiên cấp 4 sao. Ngay cả trong trận chiến trấn thủ biên giới trước đó, sức mạnh cảnh giới chủ soái của cô cũng là thăng cấp một cách miễn cưỡng nhờ có sự trợ giúp của Tiêu Long. Còn thực lực thật sự của cô chỉ là chiến thần. Cú đánh lúc nãy có thể khiến Lạc Thiên Vũ nửa sống nửa chết cũng đã vượt xa sự mong đợi của Khương Vi Nhan. Mà Sở Thiên Thư lại mạnh hơn Lạc Thiên Vũ rất nhiều,
ít nhất là đạt cảnh giới chủ soái thiên cấp 4 sao. Giao đấu cùng cao thủ như cụ ta, nói Khương Vi Nhan không căng thẳng thì đúng là lừa người. Tôi không muốn mang tiếng bắt nạt phụ nữ, do đó để mọi chuyện được yên ổn, cô tốt nhất là giao phương thuốc ra đi. Đây cũng coi như cô thay Tiêu Chính Văn, đóng góp một phần sức lực cho người dân Hoa Quốc. Mặc dù nói vậy, nhưng Sở Thiên Thư vẫn nhấc chân lên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Các người có bản lĩnh sâu rộng mà lại ăn cướp một cách trắng trợn như vậy, đúng là hiếm thấy. Khương Vi Nhan nói xong lại lùi thêm một bước, đồng thời bắt đầu âm thầm huy động sức mạnh trong cơ thể. Chương 1902. Vốn dĩ tôi không muốn ức hiếp một người phụ nữ mềm yếu như cô, thế nhưng vì muôn dân trong thiên hạ, tôi cũng chỉ đành phá lệ một lần. Mấy người Sở Thiên Thư đang bày ra dáng vẻ chèn ép người khác, mà miệng vẫn còn nói ra được mấy lời quang minh chính đại như vậy. Vì muôn dân trong thiên hạ, sao cadaverin có thể lây lan tới tận khu thành phố? Tất cả những ngôi mộ lớn đều được khai quật ở những vùng núi xa xôi, ông cho rằng tôi không biết rõ hay sao? Mục đích của mấy người chẳng qua chỉ là phương thuốc trong tay tôi, lấy danh nghĩa của muôn dân trong thiên hạ để ép buộc tôi. Khương Vi Nhan chế giễu không chút nhượng bộ. Nghe thấy lời này, sắc mặt của mấy người Sở Thiên Thư lập tức đỏ tới tận mang tai. Bọn họ quả thực đã bị nhà họ Lạc dụ dỗ, chỉ cần có được phương thuốc thì mọi người đều có thể cùng hưởng. Nếu không thì mấy người Sở Thiên Thư sẽ chẳng lặn lội đường xa từ Thần Nông Cốc tìm tới đây. Tuy nhiên có một số chuyện biết là như vậy nhưng không thể nói ra, nếu như nói toẹt ra ngoài thì sẽ cực kỳ khó nghe. Con đàn bà khốn nạn, cô dám bôi nhọ chúng tôi sao? Không đợi Sở Thiên Thư lên tiếng, mặt của một ông lão tóc trắng đứng trong đám người đã đỏ bừng bừng chỉ vào Khương Vi Nhan mà mắng chửi. Khương Vi Nhan, cô đừng nói mấy tiền bối chúng tôi cậy thế chèn ép người khác, bắt nạt một cô gái nhỏ bé như cô, nếu cô biết điều giao phương thuốc ra thì chúng tôi sẽ không làm gì cô hết. Ít nhất có thể để cho hai người rời khỏi nơi này bình an vô sự. Thừa Tiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, nói với dáng vẻ đang xem kịch hay. Lúc này, hơi thở ở cảnh giới chủ soái trên người Thừa Tiếu Thiên đã bộc lộ hết ra bên ngoài. Ngay cả La Trường Minh đứng bên cạnh hắn cũng cảm nhận được áp lực vô hình, chèn ép đến độ bản thân không thể thở nổi. Cái gì, cho chúng tôi rời khỏi nơi này bình an vô sự ư? Mấy người đúng là vô liêm sỉ. Khương Vi Nhan nghiến răng, lạnh lùng lên tiếng. Cô gái, tôi cũng không ngại nói thật cho cô biết, dù môn chủ của võ tông tới thì cũng không dám làm trái ý của mấy người chúng tôi, nếu không thì kết cục sẽ đều thảm y như thế. Nếu cô và Lưu Sùng Hằng đã tới đây thì cũng nên biết địa vị và tầm ảnh hưởng của Dược Tông ở trong võ tông. Sở Thiên Thư thật sự phẫn nộ. Hơn nữa theo cụ ta thấy, mặc dù Khương Vi Nhan không phải người trong võ tông. Nhưng chắc chắn Lưu Sùng Hằng đã từng nói cho cô biết về địa vị của Dược Tông bên trong võ tông. Trong số những người đang có mặt ở đây, ngoài Dược Sư Hoàng gia thì gần như tất cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong Dược Tông đều đã tề tựu đông đủ. Ở trước mặt mấy người bọn họ, Khương Vi Nhan vẫn dám tỏ thái độ ương ngạnh như thế, Sở Thiên Thư đột nhiên nảy sinh ý định muốn giết Khương Vi Nhan. Mấy người là ai thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ biết rằng Khương Vi Nhan tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào cậy thế chèn ép người khác. Chương 1903. Khương Vi Nhan nói với vẻ mặt bướng bỉnh. Cô gái, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn không chịu giao phương thuốc ra thì tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Một kẻ ở cảnh giới chiến thần 4 sao như cô căn bản không phải đối thủ của chủ soái huyền cấp 2 sao. Tôi tin rằng chắc hẳn Tiêu Chính Văn cũng đã nói với cô rồi. Cách biệt giữa cảnh giới chiến thần và cảnh giới chủ soái rốt cuộc là bao xa? Lúc này, những tia sáng lạnh lẽo như đang lập lòe trong đáy mắt của Sở Thiên Thư. Sát khí khắp người đột nhiên bộc phát ra ngoài, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống 3 độ. Đừng thấy Sở Thiên Thư nói hay như thế mà lầm, thực tế mục đích chính của cụ ta chỉ là cướp phương thuốc trong tay Khương Vi Nhan mà thôi. Tuy nhiên nếu thật sự ra tay với một người phụ nữ yếu đuối thì lại là cậy đông người chèn ép con gái nhà người ta, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn danh tiếng của mấy người Sở Thiên Thư sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên cụ ta mới chần chừ mãi chưa ra tay. Cô gái, cô có biết đắc tội với cốc chủ Sở sẽ có kết cục như thế nào không? Có lẽ cô đã từng nghe nói tới Dược Vương Cốc, thế nhưng cô đã nghe nói tới Thần Nông Cốc hay chưa? Xét về tầm ảnh hưởng trong võ tông.
Thần Nông Cốc tuyệt đối không hề thua kém Dược Vương Cốc. Hơn nữa, những tông môn từng nhận ân huệ của Thần Nông Cốc nhiều không kể xiết. Chỉ cần một câu nói của cốc chủ Sở là có thể diệt sạch cả nhà cô chỉ trong nháy mắt. Mấy người không cần phải đe dọa tôi, hôm nay trừ phi tôi chết ở nơi này, còn không sẽ tuyệt đối không giao nộp phương thuốc cho mấy người. Khương Vi Nhan cứng rắn nói. Tôi thấy hôm nay không dạy dỗ cô một chút thì cô sẽ chẳng biết thế nào là tốt xấu. Sở Thiên Thư nói rồi tiến lên trước một bước. Mặc dù Lạc Thiên Vũ cũng ở cảnh giới chủ soái, thế nhưng dù gì cũng thấp hơn Sở Thiên Thư một bậc. Hơn nữa Sở Thiên Thư là cốc chủ của Thần Nông Cốc nên cũng chẳng phải hạng tầm thường. Thần Nông Cốc từ xưa đã lưu truyền một loại bùa chú thần bí, nghe nói có thể khiến cho nước sông Trường Giang và Hoàng Hà ngừng chảy, lại còn có thể trấn giữ trời đất một phương. Thế nhưng ít nhất đã mấy trăm năm qua, chưa có thêm ai được thấy loại bùa chú này nữa. Ngay cả người của Võ Tông dường như cũng quên bén chuyện này mất rồi. Đây không chỉ là vì đệ tử của Thần Nông Cốc đều vô cùng kín tiếng mà là bởi lẽ Thần Nông Cốc trong những năm tháng trước đây vẫn luôn là sự tồn tại đáng ngưỡng mộ của các tông môn lớn trong Võ Tông. Cũng chỉ có mấy chục năm gần đây mới bắt đầu suy tàn. Có điều, với tư cách là cốc chủ của Thần Nông Cốc, Sở Thiên Thư đương nhiên vô cùng quen thuộc với trận pháp của loại bùa chú này. Từ trước tới nay vẫn chưa có người nào có thể ép buộc cụ ta thi triển nó. Chương 1904. Thế nhưng cú tát ban nãy của Khương Vi Nhan khiến cho Lạc Thiên Vũ thừa sống thiếu chết, Sở Thiên Thư cũng không thể không thêm phần cẩn thận. Vậy nên, vừa mới ra tay đã dùng tới bí mật không truyền ra ngoài của Thần Nông Cốc để đối phó với Khương Vi Nhan. Chỉ thấy Sở Thiên Thư đột nhiên giơ tay lên, một lá bùa giấy viết đầy những loại ký hiệu kỳ quái bị ném ra phía trước. Lá bùa giấy đó vừa mới gặp không khí đã vang lên tiếng ầm rồi biến mất tăm. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác khác lạ, giống như không khí xung quanh đang bị thứ gì đó giam cầm lại. Cảm nhận được chưa hả? Chỉ cần tôi ném thêm một lá bùa giấy nữa ra thì ngay cả việc cử động cánh tay cũng là chuyện xa xỉ với cô. Sở Thiên Thư cười nham hiểm nói. Ồ, đây chính là trận pháp bùa chú của Thần Nông Cốc trong truyền thuyết đó sao? Hóa ra truyền thuyết đều là thật, chả trách Sở Thiên Thư lại tự tin tới thế. Mọi người xung quanh bàn tán không ngừng. Ngay cả La Trường Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải nói rằng một người bình thường giống như La Trường Minh đương nhiên sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất. Lúc lá bùa giấy đó biến mất, La Trường Minh đã cảm nhận được chân tay của mình như bị một loại sức mạnh vô hình trói chặt lấy. Đừng nói là nhấc cánh tay lên, dù cử động ngón tay cũng vô cùng vất vả. Lúc này, trên người Sở Thiên Thư cũng phát sinh những biến hóa dị thường. Chỉ thấy những luồng sáng màu vàng xuất hiện giữa khoảng không, chậm rãi hạ xuống rồi cứ quanh quẩn mãi khắp người Sở Thiên Thư. Nhìn thấy những luồng sáng màu vàng đó, ngay cả Thừa Tiếu Thiên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sư huynh Sở, anh đây là, ha ha, đây chính là đại trận bùa chú của Thần Nông Cốc, chỉ cần ở trong phạm vi 100 mét, tất cả mọi người đều sẽ bị đại trận bùa chú trói buộc, không một ai có thể thoát ra. Cô gái, bây giờ cô đã hối hận chưa? Sở Thiên Thư cười đắc ý nói. Không đợi Khương Vi Nhan trả lời, Sở Thiên Thư đã hóa thân thành một tia sáng màu vàng, nhanh như điện giật lao thẳng về phía Khương Vi Nhan. Cùng là kết hợp võ thuật và trận pháp lại với nhau, thế nhưng những động tác này của Sở Thiên Thư nhìn lại chói mắt hơn nhiều so với cú tát kia của Khương Vi Nhan. Khi Sở Thiên Thư tung cú đấm ra, thậm chí trong không khí cũng xuất hiện cả tiếng sấm rền. Tiếng vang đùng đoàng rõ ràng chấn động tới đinh tai nhức óc. Chương 1905. Uy thế trong cú đấm này của cụ ta lại càng giống như núi cao đè ép xuống. Cứ như cú đấm này mà giáng xuống thì cả tòa nhà lớn đều sẽ sụp đổ. Lúc này, Sở Thiên Thư càng tràn đầy tự tin, đối diện với Khương Vi Nhan căn bản không có cách gì đáp trả, cú đấm này của cụ ta không đánh cho đối phương nát thịt đã là nương tay lắm rồi. Sư huynh Sở, đừng giết cô ta vội, đợi sau khi lấy được phương thuốc thì giết cũng chưa muộn. Thừa Tiếu Thiên vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Thế nhưng lời này của Thừa Tiếu Thiên rõ ràng đã quá muộn màng. Thái độ ban nãy của Khương Vi Nhan đã khiến Sở Thiên Thư nổi cơn thịnh nộ, vậy nên vừa mới ra tay đã là một đòn chết chắc. Chỉ một con đàn bà nhỏ bé mà cũng dám không coi tôi ra gì, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi vị cái chết. Sau khi tiếng chết thốt ra khỏi miệng, nắm đấm của Sở Thiên Thư giống như một ngôi sao băng mang theo ánh sáng màu vàng rớt xuống. Nhắm thẳng vào ngực của Khương Vi Nhan.
Dầm, khi cú đấm được tung ra, xung quanh lập tức khói bụi mịt mờ, lấy Khương Vi Nhan và Sở Thiên Thư làm trung tâm, mặt đất cẩm thạch cứ thế nứt toác ra. La Trường Minh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống nền đất. Bọn họ đang ở tầng 5 đấy, lỡ như mặt đất bị chấn động, người khác có thể không sao, thế nhưng ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc khói bụi vẫn chưa tản đi, chỉ thấy một bóng người bay thẳng ra từ trong màn khói đó. Khụ, Sở Thiên Thư vừa bay ngược lại về phía cửa sổ vừa phun ra một ngụm máu lớn. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ không dám tin, không cam tâm nhìn về phía Khương Vi Nhan với dáng vẻ hết sức dịu dàng. Sao có thể chứ, cụ ta lại bị một cô gái hơn 20 tuổi đánh bay ngược lại. Hơn nữa còn là bị đánh hộc máu trong tình cảnh đã sử dụng mật trận của thần nông cốc. Lưu Sùng Hằng sợ hãi tới mức đờ đẫn. Chương 1906. Mà áp lực vô hình đó cũng lập tức giảm bớt đi không ít, ít nhất cơ thể của cô đã có thể tùy ý cử động. Còn ông lão mặc đồ đen cũng dừng bước, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía sau lưng Khương Vi Nhan. Vi Nhan, xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Sau lưng vang lên giọng nói đầy thương xót của Tiêu Chính Văn. Chồng ơi, Khương Vi Nhan nghe thấy giọng nói của Tiêu Chính Văn thì không khỏi quay người lại, nhào vào trong lòng Tiêu Chính Văn rồi khóc nấc lên. Dù gì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, đối diện với cảnh tượng ban nãy, cô cũng chỉ cố làm ra vẻ kiên cường mà thôi. Lúc đối diện với sự đe dọa và uy hiếp của mọi người, cô đã hy vọng Tiêu Chính Văn ở bên cạnh mình biết bao nhiêu. Thế nhưng dù Tiêu Chính Văn không ở cạnh thì cô cũng buộc phải đứng thẳng lưng, tuyệt đối không thể để cho đám người vô liêm sỉ này đạt được ý đồ. Đừng khóc, không phải chồng em đến rồi sao? Nhìn chồng giúp em xả giận nhé. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ lên vai Khương Vi Nhan, tiện tay giúp cô lau đi nước mắt rơi trên gò má. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, sau đó đứng ra sau lưng Tiêu Chính Văn. Bớt phí lời đi, tôi đã nghe thấy hết mấy lời ban nãy của mấy người rồi, ai muốn cướp phương thuốc thì cùng lên cả đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người, kể cả ông lão mặc đồ đen đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Cậu chính là vua Bắc Lương à? Lúc này, lại có thêm một ông lão tiến lên trước một bước, đứng ra từ trong đám người. Hơi thở ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4 sao lập tức bộc phát. Không chỉ có cụ ta, bên cạnh ông lão còn có một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi cũng chắp hai tay sau lưng bước ra khỏi đám người. Chỉ là người đàn ông trung niên đó vừa mới bước ra khỏi đám người, hơi thở của cường giả ở cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao lập tức bao phủ khắp không gian. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ba người này rõ ràng đều không phải người của Dược Tông. Hơn nữa, ba cường giả ở cảnh giới thiên vương cùng ra tay, dù có là Tiêu Chính Văn thì e rằng cũng chẳng phải đối thủ. Ý của cậu là bảo chúng tôi cùng xông lên sao? Người đàn ông trung niên đó cười khẩy nói. Chương 1907. Tuy Tiêu Chính Văn cũng là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, hơn nữa nghe nói thực lực của Tiêu Chính Văn cực kỳ mạnh. Nhưng thực lực có mạnh thế nào thì cũng chỉ trong trường hợp một đấu một thôi. Đạt đến cảnh giới thiên vương thì dù thực lực có mạnh cũng không thể một đấu ba. Bây giờ đối mặt với ba cao thủ cảnh giới thiên vương đột nhiên xuất hiện, tình thế bỗng chốc gây bất lợi với Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan hơi lo lắng kéo góc áo Tiêu Chính Văn. Cậu thật sự nghĩ một mình cậu có thể một đấu ba sao? E là cậu vẫn chưa biết cậu sắp phải đối mặt với ai đâu. Người đàn ông trung niên cười khẩy nói. Thừa Tiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, đắc ý nói, Tiêu Chính Văn, sợ là anh vẫn không biết mấy vị này đều là cao thủ kiếm tông và trận tông của Hằng Sơn đâu nhỉ. Đừng nói là anh, dù anh và Độ Thiên Chân Nhân hợp sức lại với nhau thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót trở về. Thừa Tiếu Thiên nói không sai chút nào, người đàn ông trung niên này chính là Lữ Thiên Sung người đứng đầu trận tông. Hai ông lão mặc áo đen lúc nãy là cao thủ kiếm tông, Trương Tường Ngọc và Thiệu Hữu Đức. Trước đó ở Thương Lĩnh, mấy đệ tử của Hằng Sơn không ra tay với Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn. Cho nên cũng có suy đoán chính xác về sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn. Hôm nay bảo Thừa Tiếu Thiên đến giành phương thuốc bát cực tục mệnh đan vốn dĩ không suy xét đến việc Tiêu Chính Văn sẽ ở đó. Nhưng cũng may trưởng lão Dược Tông đề phòng trường hợp xấu xảy ra nên mới cử ba cao thủ lén xuống núi. Hơn nữa còn trà trộn vào trong đám người Dược Tông cùng đến thành phố Thiên Phủ. Không ngờ ba vị cao thủ này thật sự phát huy tác dụng.
Nhất là khi nhận ra Lữ Thiên Sung, Thừa Tiếu Thiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là một đấu ba mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, Độ Thiên Chân Nhân vẫn còn việc phải làm nên một mình tôi có thể giải quyết. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười nói. Một mình có thể giải quyết ư? Không chỉ có Lữ Thiên Sung bật cười mà ngay cả những người có mặt ở đây cũng cười theo. Chàng trai trẻ, cậu đừng nghĩ cậu có thể đánh bại được Cửu Vạn Lý thì có tư cách khiêu khích ba vị cao thủ cảnh giới thiên vương. Đây không phải là đề bài tính toán đơn giản như một cộng một bằng hai đâu. Dù có là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao cũng không phải là đối thủ của ba cao thủ cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Huống hồ ở đây bọn tôi cũng có một vị cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao nữa. Thiệu Hữu nức mỉa mai nói. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, dù có là Võ Thí Thiên cũng chưa chắc có thể đánh bại ba cao thủ cảnh giới thiên vương cùng một lúc. Chương 1908. Dù sao ba người ra tay cùng lúc và từng người đánh nhau với Tiêu Chính Văn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mọi người đều là cao thủ cảnh giới thiên vương, thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều. Huống hồ hai người Thiệu Hữu Đức còn là người của kiếm tông, sao thằng danh Tiêu Chính Văn có thể so sánh với họ về việc nắm chắc tình hình trận chiến được chứ? Hừ, không phải là đề toán đơn giản sao? Vậy thì chỉ có ra tay xong rồi mới biết được. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Nếu cậu đã không biết trời cao đất dày như thế thì bọn tôi sẽ ban cho cậu cái chết. Nói xong, Lữ Thiên Sung là người đầu tiên bước ra, uy lực của cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao áp bức đến cực điểm. Chỉ mới tiến một bước mà cả tòa nhà lớn này đều rung chuyển. Khoan, khoan đã, La Trường Minh vội bước ra. Ông ta đứng trước mặt mọi người nói, nơi này là bệnh viện, nếu muốn đánh nhau thì có thể đến khu đất trống dưới tầng. Ngộ nhỡ tòa nhà sập xuống sẽ gây ra thương vong cho rất nhiều người dân vô tội. Thật ra ông ta càng lo lắng cho sự sống chết của mình hơn. Giờ còn chưa đánh nhau thật, chỉ mới tiến ra một bước mà cả tòa nhà đều rung lắc thế này. Nếu đánh nhau rồi, chẳng phải tòa nhà sẽ sụp đổ ngay tức khắc sao? Cũng được, Thiệu Hữu Đức quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, danh con, có gan thì đi theo bọn tôi. Dứt lời, cụ ta phá cửa sổ lao ra ngoài. Nhảy từ tầng 5 xuống. Lữ Thiên Sung và Trương Tường Ngọc cũng lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ. Chồng à, hay là, Khương Vi Nhan siết chặt bàn tay cầm phương thuốc. Vì suy xét đến an toàn của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan đã có tâm lý giao phương thuốc cho đối phương. Không sao, chúng ta có thể đưa phương thuốc cho thiên tử, có thể đưa cho Long Các nhưng tuyệt đối không thể đưa cho họ. Nói xong, Tiêu Chính Văn khẽ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của Khương Vi Nhan. Sau đó cũng bật người lên nhảy xuống. Ngay lúc Tiêu Chính Văn nhảy từ trên lầu xuống, khoảng đất trống dưới lầu đã xuất hiện một bản đồ trận pháp hình ngôi sao sáu cánh. Từng luồng ánh sáng màu bạc tỏa ra từ góc nhọn của ngôi sao sáu cánh đó. Không khí xung quanh xuất hiện băng nhũ. Bệnh nhân và nhân viên y tế trong bệnh viện đều hoảng sợ trốn vào cửa, không dám rời khỏi tòa nhà nửa bước. Không ít người đều lạnh run cầm cập. Chương 1909. Lần này Tiêu Chính Văn tiêu đời rồi. Lưu Sùng Hằng lo lắng nhìn xuống dưới, tim như nhảy lên đến cổ họng. Dù là Lưu Sùng Hằng cũng có thể nhìn ra đối phương đã bày bố xong trận pháp, chỉ đợi Tiêu Chính Văn xa vào. Lúc này Tiêu Chính Văn không chỉ đơn giản là một đấu ba nữa, mà còn phải đối diện với uy hiếp trận pháp của đối phương, rất nhiều yếu tố gây bất lợi cho Tiêu Chính Văn hợp lại với nhau như thế. Sao Lưu Sùng Hằng có thể không lo lắng? Tiêu Chính Văn, không lâu nữa cậu sẽ trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Lữ Thiên Sung cười nhạo nói. Lục mang tinh trận này là một trong các trận pháp băng tuyết của Hằng Sơn. Thoạt nhìn thì thấy màn sương mờ trong không khí đều là khí lạnh nhưng thật ra đó đều là sát khí có thể chất. Chỉ cần thực lực của người bày bố trận pháp đủ mạnh thì dù là cường giả cảnh giới thiên thần bước vào trong sát trận này cũng phải chết. Tiêu Chính Văn lại không hề biết gì mà rơi thẳng vào điểm chính giữa của sát trận. Cụ ta nghĩ lúc này Tiêu Chính Văn chẳng khác gì tự sát cả. Đừng nói mấy lời thừa thãi với cậu ta, giết. Thiệu Hữu Đức hét lên từ giết, đồng thời cũng vung kiếm lao về phía Tiêu Chính Văn. Lữ Thiên Sung cũng nhảy lên theo, giống như một ác thần lao vào biển nhào đến chỗ Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh. Nắm đấm của cụ ta vừa vung lên. Xung quanh còn phát ra từng tiếng sấm sét kết hợp khéo léo với lục mang tinh trận.
trận pháp và võ thuật cùng kết hợp tạo ra một chiêu cực mạnh. Trương Tường Ngọc cũng rút thanh kiếm dài ra rồi đâm vào sau lưng Tiêu Chính Văn với một góc độ khác. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng kiêu ngạo đứng chính giữa lục mang tinh trận, không hề có ý né tránh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn ba người một cái. Khoảnh khắc ba người cùng lao đến giết Tiêu Chính Văn, anh vẫn đứng thẳng tắp vung một nắm đấm lên. Hả, Lữ Thiên Sung thấy thế không khỏi nhíu mày. Nhưng sau đó ba người đều nở nụ cười mỉa mai. Ba người cùng lao đến chỗ anh từ ba hướng khác nhau. Mà Tiêu Chính Văn chỉ vung một đòn lên đánh về phía Lữ Thiên Sung, như thế chẳng phải có nghĩa là đang đâm đầu vào chỗ chết sao. Đáng tiếc thật, hôm nay Tiêu Chính Văn cậu phải chết rồi. Dứt lời, nắm đấm của Lữ Thiên Sung chạm vào nắm đấm của Tiêu Chính Văn. Một âm thanh cực lớn vang lên, mặt đất đều rung chuyển theo tiếng động đó. Các tòa nhà xung quanh cũng rung lắc dữ dội. Ngay cả những chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe cũng phát ra tiếng còi hú, kính của rất nhiều ngôi nhà cũng vỡ tung. Không ổn, thằng nhóc này có thể sử dụng từ trường à. Mọi người phải cẩn thận. Lữ Thiên Sung đánh một đòn với Tiêu Chính Văn, mặc dù không bị thương gì nhưng cánh tay cũng bị chấn động hơi tê, vội vàng dặn dò hai người còn lại. Chương 1910. Chỉ là Lữ Thiên Sung vừa dứt lời, một lực cực lớn hệt như rời núi lấp biển đánh tới. Thậm chí Lữ Thiên Sung không kịp đỡ thì cả người đã bị đánh văng ra xa. Cùng lúc đó lục mang tinh trận cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Sát khí như nhũ băng trước đó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một đốm màu đỏ rất giống lửa. Phù, một ánh lửa bốc lên trời, Trương Tường Ngọc chưa kịp đụng đến góc áo Tiêu Chính Văn đã bị ánh lửa đó đánh trúng. Thiệu Hữu Đức thậm chí còn bám vào trên ánh lửa bốc lên trời đó rồi văng lên cao hàng trăm mét. Sau đó cả người rơi xuống đất. Rầm, sau khi Thiệu Hữu Đức rơi xuống đất, mặt đất ở bãi đỗ xe được làm từ nhựa đường cũng xuất hiện mấy cái hố hình người sâu đến 2 mét. Ba người cứ nghĩ dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu cũng không thể đối phó với ba người họ dồn hết sức đánh từ ba hướng khác nhau cùng một lúc. Nhưng cuối cùng ba người lại bị đánh văng ra xa. Bày bố một cái bẫy cho Tiêu Chính Văn nhưng nó lại trở thành vũ khí sắc bén để Tiêu Chính Văn sử dụng. Ngược lại họ bị Tiêu Chính Văn vây khốn trong lục mang tinh trận. Cũng may Thiệu Hữu Đức đã đạt đến cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, cơ thể rắn chắc như đá, mặc dù bị ngã khá nghiêm trọng nhưng không bị nội thương quá nặng. So ra thì Lữ Thiên Sung mới là người thê thảm nhất. Khoảnh khắc lực mạnh vô hình đó đập vào người cụ ta, ngay cả da của cụ ta cũng nứt toác. Cả người từ trên xuống dưới đều cảm nhận được cơn đau thấu tâm can. Sau đó ngay lúc cả người văng ra xa đó thì lại cảm nhận được không khí xung quanh đều bị rút cạn, cả người đều lộ ra dưới áp suất khí quyển cực lớn. Thậm chí ngay cả xương cũng bị áp lực đó đè ép, phát ra tiếng răng rắc. Cả người vẫn chưa rơi xuống đất nhưng cụ ta đã liên tục ho ra máu giữa không trung. Bịch. Chương 1911. Cơ thể Lữ Thiên Sung nặng nề rơi xuống đất như thể bị một ngọn núi đập mạnh vào người. Phụt. Lữ Thiên Sung nôn ra một ngụm máu lớn, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Không, không ổn, đi mau, Lữ Thiên Sung kiềm chế cơn đau trên người, kêu rên một tiếng rồi bò dậy. Lúc này cụ ta đâu còn dáng vẻ của một cao thủ, đầu tóc bù xù rối bời, quả thật nhếch nhác hệt như một con chó hoang. Thấy Lữ Thiên Sung đứng dậy rồi bỏ chạy không quan tâm đến sống chết của hai người còn lại, Trương Tường Ngọc và Thiệu Hữu Đức đâu còn dám đánh nữa. Hai người chật vật bò dậy, sau đó quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Thừa Tiếu Thiên đứng cách đó khá xa nhìn thấy hết mọi chuyện đã khiếp sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Sở Thiên Thư càng ngây người nhìn ba người đang tháo chạy kia, không khỏi thầm mắng chửi. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Bù, một cơn gió mạnh nổi lên thổi bay lá cây nằm ở hai bên đường. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Xoạt, vô số lá cây như từng viên đạn bắn về ba hướng khác nhau. Mấy chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe bỗng chốc xuất hiện mấy lỗ thủng như cái sàng. Ôi trời ạ, có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Đây, đây, mọi người trong Dược Tông đều trố mắt, đó đâu còn là lá cây, rõ ràng là vô số viên đạn có sức mạnh vô địch. Chương 1912. Nhưng lúc này mấy người Lữ Thiên Sung chỉ biết mình phải chạy trốn đâu kịp nhìn phía sau. Xoẹt,
Chỉ trong thoáng chốc, vô số lá cây đâm xuyên qua cơ thể Lữ Thiên Sung, thậm chí cụ ta còn không kịp kêu lên mấy tiếng thảm thiết đã bị đâm thành một đống thịt nhão. Trương Tường Ngọc và Thiệu Hữu Đức cũng không tốt hơn là bao, ngay lúc Lữ Thiên Sung bị đâm thành đống thịt, họ cũng hóa đá ngay tức khắc. Ngay sau đó biến thành một vũng máu. Ôi, mọi người có mặt ở đây không khỏi suýt xoa. Nhất là Sở Thiên Thư và Thừa Tiếu Thiên lập tức quỳ xuống đất, hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn như sát thần. Chẳng phải nói Lữ Thiên Sung cũng là cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao sao? Chẳng phải nói không có bất kỳ ai có thể đánh thắng được ba cảnh giới Thiên Vương cùng một lúc à? Nhưng bây giờ chuyện là thế nào đây? Mặc dù giết được đám người Lữ Thiên Sung, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo đứng trong bãi đỗ xe. Nhìn đủ chưa? Chưa đủ thì e là những người trên tầng sẽ chết đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vừa nghe anh nói thế, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía quán cà phê cách bãi đậu xe không xa. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc đi ra khỏi quán cà phê, đi theo phía sau cụ ta chính là Lạc Thiên Trạch. Người của Thiên Thần Tông, Sở Thiên Thư không khỏi nhướng mày. Không ngờ người của Thiên Thần Tông nói với cụ ta trong tay Khương Vi Nhan có phương thuốc bát cực tục mệnh đan, còn nói muốn chia sẻ với cụ ta. Hóa ra là họ coi hàng chục tông môn trong Dược Tông như bia đỡ đạn. Tiêu Chính Văn, quả nhiên cậu rất mạnh, giết được cả ba cao thủ cảnh giới Thiên Vương, thảo nào ngay cả Đoàn Hải Long cũng phải cúi đầu chịu thua trước cậu. Ông lão cười khẩy, chống cây gậy đầu rồng lắc lư đi từng bước về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này trong không khí thoang thoảng mùi kỳ lạ. Mùi hương này khác với các mùi hương thông thường khiến mọi người có cảm giác nghiện khi ngửi, như thể ngay cả linh hồn cũng bị hút vào trong mùi hương đó. Không ổn, trong mùi này có độc. Lưu Sùng Hằng vội lấy khăn tay ra, đổ một cốc nước lên đó rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Nhưng những người khác không được may như Khương Vi Nhan và Lưu Sùng Hằng, ngoài Sở Thiên Thư và Thừa Tiếu Thiên ra, mấy người khác cũng đều ngã xuống đất. Thật ra có vài người đã bắt đầu co giật. Đây là mùi gì vậy? Khương Vi Nhan nhíu mày hỏi. Mặc dù tôi không biết tên của mùi hương này nhưng chắc là một chất độc của riêng Thiên Thần Tông, người trong Dược Tông đều biết điều này, đồ gì càng thơm thì càng có độc. Lưu Sùng Hằng cũng lấy khăn tay bịt mũi mình lại nói. Tiêu Chính Văn, cậu có biết dù là cao thủ Thiên Thần Tông thì cũng phải vuốt mặt nể mũi Dược Tông tôi là vì lý do gì không? Chương 1913. Lẽ nào chỉ vì y thuật và phương thuốc của bọn tôi sao? Vậy thì cậu lầm to rồi, mỗi một Dược Tông đều có phương thuốc của riêng mình. Tuy là mấy người bọn tôi có sức chiến đấu yếu hơn Võ Tông, nhưng cách giết người chưa chắc không bằng Võ Tông. Ông lão vừa đi vừa nở nụ cười đắc ý. Lạc Thiên Trạch chắp hai tay sau lưng đi theo ông lão, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, lần trước để cậu nhặt được mạng về. Nhưng lần này dù ông trời có đến cũng không cứu được cậu. Không ngại nói cho cậu biết, mùi hương này tên là Thiên Thần Túy, dù cường giả cảnh giới thiên thần ngửi được mùi này cũng sẽ mất hết sức chiến đấu, thế nên cậu đừng giãy giụa vô ích nữa. Giao phương thuốc ra đây, có lẽ Thiên Thần Tông có thể tha cho cậu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thiên Trạch và nói cách khác, lần trước tôi trúng độc cũng có liên quan đến Thiên Thần Tông các ông đúng không? Hừ. Đúng thế, chỉ là độc trong lá trà vẫn không đủ để giết cậu, nhưng chí ít cũng có chút tác dụng, chẳng phải đến hôm nay cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao? Tốt nhất đừng chống cự nữa, nếu không cậu sẽ chết rất đau đớn. Lạc Thiên Trạch cực kỳ đắc ý, bày ra vẻ mặt đã thắng chắc với Tiêu Chính Văn. Ha ha, Tiêu Chính Văn, mày cũng có ngày hôm nay. Ha ha, ông đây có chết cũng sẽ đợi mày ở âm phủ. Lạc Thiên Vũ miễn cưỡng cố sức bò dậy, chống tay vào thành cửa sổ hung ác nhìn Tiêu Chính Văn hét lên. Nhìn tình hình ở đây thì mọi chuyện hôm nay đều nằm trong dự đoán của các ông, nói cách khác vốn dĩ là cái bẫy cho các ông bày bố sẵn đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Trạch và ông lão đó nói. Thiên Thần Tông tôi là nơi mà cậu tùy ý sỉ nhục vậy sao? Hơn nữa tôi không ngại nói cho cậu biết chuyện Cadaverine cũng là do bọn tôi âm thầm làm ra, nếu không. Cậu nghĩ thành phố Thiên Phủ này sẽ có Cadaverine sao? Tất cả những chuyện này đã được định sẵn kể từ khi nhà họ Tiêu các cậu lấy được phương thuốc bát cực tục mệnh đan rồi. Lạc Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói. Chúng phải mùi hương chứa độc của Thiên Thần Tông, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không còn sức chiến đấu.
Lúc này ông ta đâu còn khách sáo khi đối diện mình chỉ là một con gà yếu ớt không có sức lực. Ông lão khẽ ho hai tiếng, sải bước lên trước nói, Tiêu Chính Văn, cậu chỉ là một thằng oát con mà cũng dám khoe khoang trước mặt đám giả này sao? Đánh Đoàn Hải Long, giết Cửu Vạn Lý, cậu nghĩ cậu là bất khả chiến bại rồi à? Cậu hỏi xem Đoàn Hải Long có dám sắc sược như thế trước mặt tôi không? Nói xong, ông lão gạt mái tóc dài trước trán lộ ra khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Chương 1914. Khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt này, Sở Thiên Thư suýt ngã từ tầng 5 xuống. Thừa Tiếu Thiên cũng suýt xoa, sao ông già quái vật này vẫn còn sống chứ? Lạc Thiên Sơn, Lưu Sùng Hằng khiếp sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, vội lùi về sau mấy bước. Sau đó dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, xác định không nhận lầm người mới vội vàng đến gần Khương Vi Nhan, nhỏ giọng nói, xếp Khương, người này đáng sợ lắm. Tôi nghĩ chỉ bằng giao phương thuốc cho họ, tốt nhất chúng ta đừng chọc vào người này. Nhắc đến Lạc Thiên Sơn, có lẽ người ở thế hệ sau không có ấn tượng gì. Vì có lời đồn rằng cụ ta đã chết vào 50 năm trước. Nhưng những người đã có tuổi hoặc các môn chủ của Dược Tông lại biết rất rõ người này lợi hại thế nào. Năm đó một mình cụ ta vào rừng sâu ở Điền Tư tiêu diệt sạch cả một sư đoàn vi hào bằng xương độc và chất độc. Đáng sợ nhất là lúc sắp chết mấy người này còn lây lan chất độc cho các sư đoàn khác, trong thoáng chốc đại quân vi hào đều mất hết sức chiến đấu. Một người âm thầm lặng lẽ quét sạch gần 100.000 người vi hào. Sau đó chỉ cần người này ra mặt thì mọi tranh chấp ân oán trong võ tông đều được giải quyết. Đây là một người cực kỳ đáng sợ, nghiên cứu rất thành thạo trong phương diện dùng độc và trận pháp. Chả trách Thiên Thần Tông vẫn có thể đứng vững trên đỉnh cao nhiều năm như thế, thậm chí lần này còn dám công khai không nể mặt Dược Vương Cốc. Lúc này sắc mặt của Dược Sư Hoàng đang đứng ở nơi khá xa quan sát cũng không khỏi thay đổi. Ngay cả cụ ta cũng không ngờ Lạc Thiên Sơn vẫn còn sống. Chẳng phải người này đã chết trong trận tranh chấp của Dược Tông vào 50 năm trước rồi sao? Sao vẫn có thể sống đến hôm nay? Dược Sư Hoàng khẽ nghiến răng. Nếu Tiêu Chính Văn cúi đầu chịu thua trước Thiên Thần Tông thì Dược Vương Cốc cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tranh đấu với Thiên Thần Tông. Lạc Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn nhìn gương mặt ông lão khẽ nhíu mày. Nếu là người khác thì có lẽ anh sẽ không nhận ra, nhưng trong tập công lao ở Long Các có ảnh của người này. Hơn nữa câu chuyện của cụ ta cũng được lưu truyền rộng rãi trong Long Các. Một mình cụ ta giết sạch một đoàn quân. Chương 1915. Nhất là trong những năm đất nước tan tác, giặc ngoại xâm xâm chiếm đó, người như thế càng sẽ được đời sau tưởng nhớ đời đời. Ồ, cậu nhận ra tôi à? Lạc Thiên Sơn hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Chào ông Lạc. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chắp tay với Lạc Thiên Sơn. Cái chắp tay này là sự kính trọng của anh với Lạc Thiên Sơn có thể không tiếc mạng sống một mình tiến vào rừng sâu ở Điền Tư để phục kích giặc ngoại xâm trong lúc đất nước tan tác. Về mặt ý nghĩa nào đó thì Lạc Thiên Sơn và Tiêu Chính Văn đều là quân nhân. Chỉ là thời gian và lai lịch khác nhau, nhưng sở dĩ làm thế đều là vì Hoa Quốc và người dân Hoa Quốc. Nhưng hãy thứ lỗi cho tôi không thể giúp gì trong việc phương thuốc bát cực tục mệnh đan này. Nếu ông Lạc biết quay đầu thì Tiêu Chính Văn tôi có thể không nhắc chuyện cũ. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Nếu bây giờ nhà họ Lạc lùi bước, chỉ riêng những gì Lạc Thiên Sơn làm với đất nước trước đây thì Tiêu Chính Văn vẫn có thể tha cho nhà họ Lạc. Suy cho cùng thì cụ ta cũng từng vỡ đầu đổ máu vì Hoa Quốc, người như thế đáng nhận được sự tôn trọng từ tận đáy lòng của mọi người. Ôi, thằng nhóc này, đã đến nước này rồi mà cậu còn ngạo mạn trước mặt tôi à? Cũng không xem lại mình là cái thá gì. Ông hai, cháu nghĩ Tiêu Chính Văn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy. Lạc Thiên Trạch chắp hai tay sau lưng lạnh lùng cười nói. Ồ, các ông thật sự nghĩ thắng tôi được rồi sao? Tôi nghĩ ông Lạc hiểu biết nhiều nên biết tôi là người họ Tiêu. Tiêu Chính Văn khẽ híp mắt nhìn Lạc Thiên Sơn. Họ Tiêu, hừ, dù cậu có là họ Long, Lạc Thiên Trạch còn chưa nói hết câu. Lạc Thiên Sơn khua tay ngắt lời, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn như đang suy nghĩ gì đó nói, trên người cậu có Thiên Sơn thư lục. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, xem như ông cũng hiểu biết nhiều, trước đó sở dĩ chúng độc của nhà họ là các ông chỉ là vì nhất thời sơ ý mà thôi. Nhưng loại hương độc này không có tác dụng gì với người nhà họ Tiêu. Nói xong,
Tiêu Chính Văn giơ một đóa hoa bìm lam trong tay ra. Loại hoa này hầu hết có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu, nhưng ai mà ngờ được nó lại là thánh vật giải độc chứ. Chỉ thấy đóa hoa bìm lam đó bỗng chốc biến thành màu trắng bạc, sau đó cánh hoa héo úa, cuối cùng bay theo gió biến thành bột phấn. Đóa hoa đó biến mất trong không khí, mùi hương khiến mọi người ngửi bị nghiện đó cũng theo đó biến mất. Sao, sao cậu có thể? Chương 1916. Lạc Thiên Trạch biến sắc, sao Tiêu Chính Văn lại biết cách giải được loại độc của nhà họ Lạc? Hơn nữa loại độc này không hề có thuốc giải, chỉ có loại hoa không bắt mắt này là khắc tinh của thiên thần túy. Bất kể là hương hoa hay cánh hoa, chỉ cần chạm vào da người chúng độc hoặc ngửi được mùi đều có thể giải được độc tính của thiên thần túy. Quả nhiên Thiên Sơn Thư Lục rất siêu phàm, nhưng cậu nghĩ nhà họ Lạc chỉ sẽ dùng độc thôi sao? Lạc Thiên Sơn vung một tay lên, một làn khí màu đen bỗng phun ra từ trong tay áo. Sau đó một con rắn độc màu đen dài mấy mét quấn chặt lấy Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu chết đi. Lạc Thiên Sơn thay đổi tư thế tay, con rắn độc màu đen đó nâng Tiêu Chính Văn lên cao. Ngay khi Lạc Thiên Sơn nghĩ Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết thì một màn sáng màu vàng xuất hiện trước người Tiêu Chính Văn. Con rắn màu đen đó lập tức bị nuốt trọn vào trong màn sáng màu vàng, biến mất không thấy tung tích. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nhanh chóng rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lạc Thiên Trạch có cảm giác lưng mình như bị một ngọn núi lớn đè lên. Sau đó một tiếng ầm vang lên, Lạc Thiên Trạch quỳ xuống đất, nửa người ông ta đã lún sâu vào trong lòng đất. Lạc Thiên Trạch chưa hoàn hồn lại thì bỗng cảm thấy trên lưng rất nhẹ, một bóng người nhanh như chớp lao đến chỗ Lạc Thiên Sơn. À, Lạc Thiên Sơn không ngờ sát chiêu mà cụ ta dùng mấy chục năm lại thất bại ngay hôm nay. Hơn nữa ngay cả khí độc đó cũng biến mất không còn tung tích. Cụ ta vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn chân to có lực cực mạnh đã dẫm lên vai. Rắc, đầu gối Lạc Thiên Sơn vỡ ra, nửa người dưới lún sâu vào đất. Sao? Sao cậu có thể phá được trận pháp rắn độc của tôi? Không, không thể nào. Lạc Thiên Sơn không dám tin nói. Trên thế giới này không có gì là không thể, tôi vừa nói rồi, chỉ cần các ông biết quay đầu thì tôi có thể không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tiếc là các ông quá tự tin. Tiêu Chính Văn nhìn Lạc Thiên Sơn lạnh lùng nói. Chương 1917. Tiêu Chính Văn, cậu, Lạc Thiên Trạch vẫn chưa nói xong. Tiêu Chính Văn đã dùng một chân đạp thẳng lên vai Lạc Thiên Trạch. Cú đá nhìn có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ, với Lạc Thiên Trạch lại giống như bị một ngọn núi lớn đổ ụp xuống người, bả vai vỡ nát, máu thịt lẫn lộn. Lạc Thiên Trạch vẫn chưa kịp phát ra tiếng gào thảm thương thì cả người đã rơi thẳng xuống đất. Đám người vẫn đứng trên tầng quan sát nãy giờ sợ tới mức cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, loại thủ đoạn này hung ác tới độ nào cơ chứ? Tiêu Chính Văn, cậu dám giết hai người chúng tôi, cụ tổ của Thiên Thần Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu cho rằng Thiên Thần Tông chỉ có một mình tôi thôi sao? Tôi nói cho cậu biết, Thiên Thần Tông của tôi cũng có cường giả cảnh giới thiên thần. Lạc Thiên Sơn thấy bả vai của cháu mình đã bị giẫm nát vụn liền nghiến răng nghiến lợi gào lên. Đồng thời, cụ ta cũng nói ra một bí mật to lớn. Thiên Thần Tông là một dược tông mà cũng có cả cường giả cảnh giới thiên thần ư. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Nghe nói vào thời cổ đại, Dược Tông cũng biết tu luyện trận pháp. Thế nhưng từ 200 năm trước, Dược Tông đã rất ít khi tu luyện trận pháp. Tới nay, số lượng đệ tử của Dược Tông biết về trận pháp chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Muốn đột phá từ cảnh giới thiên vương lên cảnh giới thiên thần thì trận pháp là ngưỡng cửa không thể bỏ qua. Bất luận là võ thuật hay dược tông thì đều buộc phải thông hiểu về trận pháp thì mới có thể đột phá. Đây là một bí mật không được lưu truyền, nhưng người võ tông hay dược tông đều hiểu rất rõ. Ồ, cường giả ở cảnh giới thiên thần. Rất đáng sợ sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Lạc Thiên Sơn. Anh đã cho nhà họ Lạc và Thiên Thần Tông cơ hội, nếu như bọn họ cứ ép buộc anh nhiều lần thì kết quả cũng chỉ có một, đó là mất cả chì lẫn chài. Công trạng từng đạt được của bất cứ người nào cũng đều không thể lấy ra làm thứ để chèn ép người khác. Dù là bản thân Tiêu Chính Văn thì cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân hy sinh vì Hoa Quốc nhiều như vậy, đáng lý phải nhận được sự hồi đáp gì đó. Giống như mấy người Giang Vạn Long, gần như đã cống hiến tất cả những gì bản thân có cho quốc gia.
Thế nhưng tới cuối cùng, ngay cả một chút bổng lộc của quốc gia bọn họ cũng không hề đòi hỏi. Không phải do bọn họ ngốc, cũng không phải bọn họ cao thượng, chỉ vì bọn họ quá đỗi yêu thương quốc gia này, mảnh đất này mà thôi. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu, tốt nhất nên dừng tay lại, bằng không cường giả cảnh giới thiên thần mà ra tay thì chắc chắn cậu chỉ còn đường chết mà thôi. Sở Thiên Thư gào lên với Tiêu Chính Văn qua khung cửa sổ. Trong lãnh thổ Hoa Quốc, thậm chí là toàn cầu, cường giả cảnh giới thiên thần tuyệt đối không chỉ là số ít. Chỉ bởi vì thỏa thuận năm đó, nên xưa nay cường giả cảnh giới thiên thần không can dự vào chuyện thế sự. Hơn nữa, khi đạt tới cảnh giới thiên thần thì những chuyện tranh đấu trong giới thế tục căn bản chẳng lọt vào mắt bọn họ. Chương 1918. Thế nhưng, một khi có người động đến nền móng của họ, thậm chí là tông môn của họ, cường giả ở cảnh giới thiên thần nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Lạc Thiên Trạch là tông chủ của Thiên Thần Tông, Lạc Thiên Sơn lại là người giỏi dùng độc trăm năm mới gặp một lần của Thiên Thần Tông. Hai người này, bất luận là ai xảy ra bất trắc gì thì cũng tương đương với việc chặt đứt gốc rễ của Thiên Thần Tông. Cao thủ mà đối phương che giấu nhất định sẽ ra tay. Phàm trong thiên hạ, có cường giả ở cảnh giới thiên thần nào có gan dám ra tay. Hoa Quốc còn có trưởng lão hộ quốc, còn cả trưởng lão tông miếu, mấy người thật sự cho rằng Hoa Quốc đơn giản như thế hay sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Sở Thiên Thư. Nền móng của Hoa Quốc thâm sâu ra sao, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không biết được. Ít nhất trước khi gặp được Nhạc Trung Kỳ, Tiêu Chính Văn còn cho rằng bản thân đã rất hiểu Hoa Quốc. Thế nhưng sau khi gặp được Nhạc Trung Kỳ, Tiêu Chính Văn mới hiểu tại sao trong lần nói chuyện rất lâu với Tiêu Long khi trước, ông nội lại nói với anh nhiều bí mật mà người khác không hề hay biết như vậy. Mà những bí mật này cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Căn bản không một ai biết được Hoa Quốc và thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả, họ đã đạt đến đẳng cấp như thế nào rồi. Thậm chí việc cường giả ở cảnh giới nhân vương có phải là điểm kết thúc hay chưa cũng không một ai hay biết. Ít nhất hiện giờ, cường giả ở cảnh giới nhân vương hoặc cảnh giới chuẩn nhân vương mà Tiêu Chính Văn biết chỉ có hai người, một người của phái Quang Minh và một người nữa ở trong Kim Tự Tháp. Thế nhưng bọn họ đã là những người có chiến lực đỉnh cao nhất trên thế giới này rồi sao? Chưa chắc, vậy nên chuyện mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng biết rõ, thì cường giả ở cảnh giới thiên thần lại không biết hay sao? Kết quả của việc không tuân thủ quy tắc, cường giả ở cảnh giới thiên thần chắc hẳn còn biết rõ hơn cả Tiêu Chính Văn. Nếu không 200 năm nay, cường giả ở cảnh giới thiên thần tại sao lại đột nhiên biến mất khỏi nhân gian? Không có thêm một ai được chứng kiến sự đáng sợ của cường giả ở cảnh giới thiên thần nữa. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng tự hiểu nhầm. Bên phía Âu Lục đã hiệp thương với các bên rồi, chẳng bao lâu nữa thỏa thuận năm đó sẽ được giải trừ và hủy bỏ, cậu sẽ bị cường giả ở cảnh giới thiên thần truy sát tới chết. Thậm chí những người ở bên cạnh cậu, còn cả người thân của cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Lạc Thiên Sơn lại nói ra những lời lẽ kinh người. Thỏa thuận quy định cường giả cảnh giới thiên thần không được nhập thế sắp được giải trừ rồi sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, những người của Dược Tông bị chúng độc ngã trên mặt đất đã khôi phục lại ý thức. Khi bọn họ nghe thấy những lời này thì trong lòng chợt trùng xuống. Sau khi bản thỏa thuận đó bị hủy bỏ, cả thế giới này đều sẽ lột xác. Võ Tông của Hoa Quốc cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Những tông môn có cường giả cảnh giới thiên thần chấn giữ sẽ trở thành một phần của Võ Tông Hoa Quốc, nhân tài kiệt xuất chân chính sẽ trở thành sự tồn tại tối thượng bên trong Võ Tông Hoa Quốc. Chương 1919. Mà những tông môn không có cường giả ở cảnh giới thiên thần chấn giữ chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, hoặc bị tiêu diệt. Một câu nói rất ngắn gọn mà lượng thông tin mang lại rõ ràng quá lớn. Sự chấn động mà nó mang tới cho mọi người không có cách nào để mô tả bằng lời nói. Tự hiểu nhầm, vậy tôi phải xem tôi tự hiểu nhầm thế nào. Nếu như cường giả cảnh giới thiên thần cũng giống như mấy người, ích kỷ vụ lợi thì dù Tiêu Chính Văn tôi có thịt nát xương tan cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp không gian, từng chữ mạnh mẽ có lực, chấn động tới mức tai mọi người đều ù lên. Tiêu Chính Văn, thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần đâu phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được. Nói cho cậu biết. Dù cảnh giới thiên vương đỉnh cao thì trong mắt cường giả cảnh giới thiên thần cũng chỉ giống như con kiến mà thôi. Thiên thần tàn sát vạn dặm, bên dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ là con kiến bé nhỏ. Lạc Thiên Sơn không cam tâm gào lên.
Lúc này cụ ta thật sự muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị cường giả ở cảnh giới thiên thần nghiền cho ra bã. Thế nhưng, sự thật quả thực giống như những gì Tiêu Chính Văn đã nói, dù có cường giả cảnh giới thiên thần thì ai dám ra tay. Tiêu Chính Văn, chỉ cần bây giờ cậu dừng tay, thiên thần tông chúng tôi có thể không nhắc lại chuyện cũ nữa. Lạc Thiên Trạch vùng vẫy, lộ ra một nửa cái đầu từ bên trong hố sâu, lớn tiếng gào lên. Phương thuốc bát cực tục mệnh đan đã không còn quan trọng nữa, hiện giờ bọn họ chỉ muốn bảo toàn tính mạng, sống sót quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Ồ, ý của ông là nếu tôi không dừng tay lại thì mấy người vẫn muốn truy cứu tôi sao? Đúng là chuyện quá mức nực cười, bên trong võ tông sao lại có phần tử cặn bã như mấy người cơ chứ? Cậy thế ức hiếp người khác, cướp phương thuốc từ trong tay người phụ nữ của Tiêu Chính Văn tôi, dụ dỗ không thành thì lại muốn ra tay đánh người. Sau đó lại cho mai phục cao thủ, tính kế hãm hại Tiêu Chính Văn tôi, giờ biết rằng không thắng nổi thì lại muốn cảnh cáo tôi, muốn tôi tha cho mấy người, nếu không mấy người sẽ lại báo thù không ngừng nghỉ, có phải người của võ tông mấy người đều cho rằng ai cũng bắt buộc phải làm theo đúng ý muốn của mấy người hay không? Nếu không thì chính là hủy hoại quy tắc của mấy người. Nếu đã như thế thì Tiêu Chính Văn tôi phải phá vỡ quy tắc này. Thế giới này cũng không chấp nhận nổi quy tắc của mấy người. Hoa quốc là của muôn dân trong thiên hạ, Hoa quốc không phải là nơi mà mấy người có thể tùy tiện làm bừa. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đặc biệt là Lạc Thiên Trạch, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta cảm nhận được sát khí chưa từng có từ trên người Tiêu Chính Văn. Thậm chí dưới chân Tiêu Chính Văn đã hình thành hai cỗ gió xoáy. Mây đen đột nhiên ùn ùn kéo tới khắp bầu trời. Ngay cả mặt trời lúc chính ngọ cũng bị che lấp mất. Không, đừng mà, Tiêu Chính Văn, đừng, lúc này, sự khiếp sợ của Lạc Thiên Trạch đã tới cực hạn. Muộn rồi, vừa dứt lời, một chiếc giày chiến đấu của Tiêu Chính Văn đã bay thẳng lên trên đỉnh đầu của Lạc Thiên Trạch. Chương 1920. Cú giẫm chân của Tiêu Chính Văn khiến Lạc Thiên Trạch không thể phản kháng. Đó không chỉ là một cú giẫm của Thiên Vương Long cấp 5 sao. Mà còn có lực của Tiêu Chính Văn khi sử dụng từ trường, mang theo uy lực cực mạnh đè ép không gian. Uy lực này không chỉ là khí thế mà còn là trọng lực của cả không gian cùng đè xuống. Không khí cũng có trọng lượng, huống hồ lại cộng thêm từ trường thì trọng lượng này tăng lên gấp mấy chục lần. Uy lực này đâu phải là thứ mà Lạc Thiên Trạch có thể chống đỡ được. Tiếng động cực lớn vang lên, cơ thể Lạc Thiên Trạch bỗng chốc biến thành một vũng máu. Thiên Trạch, Lạc Thiên Sơn hét lên một tiếng đau thương khi nhìn thấy Lạc Thiên Trạch biến thành xác chết. Nhưng trước khi nước mắt cụ ta trào ra thì một chiếc giày chiến đã dẫm lên vai cụ ta. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Lẽ nào cậu vẫn muốn giết tôi sao? Hai mắt Lạc Thiên Sơn đỏ ngầu, cố sức ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta không tin Tiêu Chính Văn có can đảm giết cụ ta. Hơn nữa hôm nay đến gây phiền phức cho Khương Vi Nhan không chỉ có người của Thiên Thần Tông. Cả Dược Tông có đến hơn 80% tông môn đều bị cuốn vào trong chuyện lần này. Nếu Tiêu Chính Văn dám cả gan trả thù thì sẽ bị cả Dược Tông báo thù. Giết ông thì thế nào? Tiêu Chính Văn lạnh như băng nói. Thế nào ư, cậu chỉ có một mình, cậu giết được nhiều người như thế sao? Cậu có biết trong số những người đến đây hôm nay có những ai không? Hơn 80% tông môn trong cả Dược Tông đều tham dự vào chuyện này, hơn nữa đệ tử của Dược Tông Hằng Sơn cũng ở trong đó. Lạc Thiên Sơn cực kỳ tự tin nói. Giết Lạc Thiên Sơn thì tiếp theo Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bị cả Dược Tông truy cứu. Thậm chí Tiêu Chính Văn sẽ đắc tội với cả Hằng Sơn. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến mức nào, cho dù có danh hiệu vua Bắc Lương nhưng cũng chẳng là gì trong Võ Tông này cả. Võ Tông là nơi đánh giá bằng thực lực. Không phải một mệnh lệnh của thiên tử là có thể khống chế được cả võ tông. Nhưng thực lực cá nhân dường như không còn quan trọng ở trước mặt võ tông. Dù Tiêu Chính Văn có bất khả chiến bại trên toàn thế giới, nhưng còn người nhà cậu thì sao? Chương 1921. Người thân, bạn bè cậu sẽ ra sao? Vợ con cậu sẽ thế nào? Họ cũng giống cậu sao? Đến lúc đó tính mạng những người này sẽ gặp nguy hiểm. Đây mới là điểm đáng sợ nhất trong lệnh truy sát của Võ Tông. Ai nói với ông, tôi chỉ có một mình, Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó búng tay một cái rất vang. Tách,
Ngay sau đó vài chiếc máy bay trực thăng ầm ầm bay đến trên bầu trời bệnh viện thành phố Thiên Phủ. Mấy chục chiếc xe thiết giáp đâm thủng hàng rào trên đường, sau đó bao vây bãi đỗ xe của bệnh viện. Mấy chục đại pháo đồng loạt lên nòng nhắm chuẩn xác vào tầng 5 của tòa nhà bệnh viện. Đến lúc này mọi người mới nhớ ra Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương. Hơn nữa Điện Thần Long dưới quyền của anh là một tổ chức cực kỳ đáng sợ. Lúc này Long Nguyệt nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống, chân đi đôi giày chiến sáng bóng, nghiêm nghị bước đến gần Tiêu Chính Văn nói, Điện Chủ, nhóm hành động đặc biệt số 1 của Điện Thần Long đợi lệnh. Cạch cạch cạch, súng của mấy chiếc máy bay trực thăng cũng đồng loạt ngắm chuẩn vào cửa sổ nơi đám người Thừa Tiếu Thiên đang đứng, như thể chỉ cần Tiêu Chính Văn ra lệnh thì hàng chục nghìn viên đạn pháo sẽ bắn ra cùng một lúc san bằng tầng 5 bệnh viện. Đừng, đừng mà, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai thật rồi. Mấy người Thừa Tiếu Thiên vội chạy đến cửa sổ hét lớn, sau đó lần lượt xoay người chạy xuống lầu. Không lâu sau, đám người Dược Tông đều chạy đến bãi đỗ xe, không nói nhiều lời bèn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, họ đều là lực lượng nòng cốt của Dược Tông Tỉnh Xuyên, mong cậu bao dung tha cho họ một con đường sống. La Trường Minh cũng chạy xuống theo. Quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Tha cho chúng một mạng ư. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đám người quỳ dưới đất, sau đó bỗng giơ tay đánh một đòn xuống. Phụt, Lạc Thiên Sơn còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị tư thế tay như dao của Tiêu Chính Văn đánh trúng vào người. Ngay lập tức Lạc Thiên Sơn cũng biến thành vũng máu như Lạc Thiên Trạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không dám tin. Người đó là Lạc Thiên Sơn đấy. Là Lạc Thiên Sơn mà ngay cả năm đại danh Sơn cũng không dám giết dễ dàng, lại cứ thế chết trong tay Tiêu Chính Văn. Một dòng máu bắn thẳng lên người và mặt La Trường Minh. Lúc dòng máu tươi nóng hổi đó văng lên mặt, cả người La Trường Minh run lẩy bẩy. Chương 1922. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, là vương tước chân chính, dù có giết một chủ tịch thành phố nhỏ bé như ông ta cũng không cần phải báo cho thiên tử. Tiền trảm hậu tấu là một trong những đặc quyền của Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây, La Trường Minh vội bò mấy bước đến trước chân Tiêu Chính Văn nói, vua Bắc Lương, tôi thật sự vô tội, tôi chỉ nghe nói có người có thể chữa được cadaverin nên mới chạy đến xem. Nếu không tin cậu có thể hỏi cô Khương, tôi chưa từng bảo cô ấy giao phương thuốc ra. Vua Bắc Lương, tôi thật sự chỉ là một người dân hết lòng vì thành phố Thiên Phủ nên mới làm như thế. Thậm chí La Trường Minh còn không biết nên giải thích với Tiêu Chính Văn thế nào mới ổn. Bây giờ hai người chủ chốt của nhà họ Lạc đều đã chết, La Trường Minh không muốn chôn cùng với nhà họ Lạc. Không cần giải thích nữa, chẳng phải các ông muốn lấy phương thuốc trong tay vợ tôi sao? Con người tôi vẫn luôn rất công bằng, tôi sẽ lấy những thứ đáng giá trong tay các ông, chủ động giao ra đây nếu không đừng ai nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều run rẩy. Ngay cả Lạc Thiên Sơn mà anh còn dám giết thì mạng của họ có là gì? Đừng nhìn họ vừa là môn chủ vừa là thủ lĩnh mà lầm, sau khi họ chết tông môn vẫn sẽ đề cử môn chủ và thủ lĩnh mới lên thay. Như thể họ chưa từng đến thế giới này vậy, hơn nữa chắc chắn không ai dám báo thù cho họ, càng đừng nói đến chuyện liên danh đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi Hoa Quốc. Đối mặt với một sát thần như thế, cách duy nhất chỉ có thể là nịnh bợ đối phương. Ngoài cách đó ra không còn cách nào khác nữa. Vua Bắc Lương, đây là Mỹ Nhan Thánh Phương đã lưu truyền hơn 100 thế hệ của Tề Thiên Tông chúng tôi. Năm đó cụ tổ dùng phương thuốc này của chúng tôi mới trẻ mãi không già, xin vua Bắc Lương vui lòng nhận cho. Lúc này trong đám người, một ông lão tóc bạc khoảng 80 tuổi vội vàng quỳ bò ra khỏi đám đông cầm một tờ phương thuốc đã vàng úa đưa cho Tiêu Chính Văn. Có ông ta lên tiếng trước. Những người còn lại cũng vội vã giao bí mật bất truyền của tông môn cho Tiêu Chính Văn. Cả quá trình Tiêu Chính Văn chỉ cúi đầu nhìn đám người, sắc mặt u ám đến cực độ. Mặc dù không nói lời nào nhưng mọi người đều sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Chồng ơi, em nghĩ cứ tha cho họ đi. Khương Vi Nhan tiến đến kéo Tiêu Chính Văn lại khẽ nói. Nghe Khương Vi Nhan cầu xin cho mình, mọi người đều đồng loạt hổ thẹn cúi đầu xuống. Thật ra không phải do Khương Vi Nhan mềm lòng mà là cô và Lưu Sùng Hằng đều có thể nhìn ra Tiêu Chính Văn không muốn giết mấy người này thật, nếu không họ chẳng thể sống đến bây giờ.
còn điện thần long chỉ là do Tiêu Chính Văn cố ý bày ra để mọi người thấy rõ Tiêu Chính Văn anh không chỉ có một mình, hơn nữa bất kỳ ai cũng đừng nên có suy nghĩ đó. Nếu không họ phải đối mặt với sự trả thù vô cùng đẫm máu của điện thần long. Tuyệt chiêu cố ý cảnh cáo khiến người ta sợ hãi này không ai giỏi hơn Tiêu Chính Văn cả. Chương 1923. Nhiều năm qua đọ sức với giặc ngoại xâm không chỉ là phải thắng ở mỗi trận đấu mà nhiều khi để giảm thiểu tổn thất cho bên mình, Tiêu Chính Văn cũng thường dùng cách này để khiến các nước không dám gây rắc rối. Là đệ tử của Hằng Sơn, anh cũng không thể nằm trong trường hợp ngoại lệ, không biết Hằng Sơn các anh có thứ gì đáng giá để tôi lấy không? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thừa Tiếu Thiên nói. Thừa Tiếu Thiên nghe Tiêu Chính Văn hỏi mình thì hoảng sợ tè trong quần. Bí mật bất truyền của Hằng Sơn nhiều hơn bí mật của các tông môn khác gom lại, nhưng vấn đề là tiết lộ bí mật của sư môn là tội chết. Nhưng không giao ra thứ đáng tin thì mình vẫn chết. Anh Tiêu, tôi chỉ có một đôi móc ngọc, đây là móc dược vương đích thân sư phụ tôi luyện ra, nghe nói mang trên người có thể tiêu trừ hàng trăm loại độc, xin Tiêu Thiên Vương nhận cho. Thừa Tiếu Thiên hết cách chỉ đành nhịn đau lấy bảo vật của sư môn ra. Đôi móc ngọc này không có tác dụng gì quá lớn với Tiêu Chính Văn. Nhưng chính là bảo vật tối cao với Khương Vi Nhan. Nhưng để kiểm tra tính hiệu quả của đôi móc ngọc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, các người đều là người của Dược Tông, tôi tin chắc hẳn là không thiếu cao thủ dùng độc nhỉ. Ai có thạch tín thì lấy ra đây. Tôi có. Một thanh niên vội bước ra khỏi đám người đưa một bao giấy trắng cho Tiêu Chính Văn. Ăn nó thử xem. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đưa bao giấy nhỏ màu trắng đó cho Thừa Tiếu Thiên. Thừa Tiếu Thiên nuốt nước bọt, khổ sở nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, xem như tôi mang theo móc ngọc uống phải thuốc độc này, nhưng trong vòng 3 ngày nếu lấy móc ngọc đi thì tôi sẽ chết. Giải độc cũng cần phải có thời gian, 3 ngày đã có thể giải hết hoàn toàn độc của Thạch Tín đã rất đáng sợ rồi. Không ăn thì giờ anh sẽ chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thừa Tiếu Thiên tuyệt vọng nhìn sư huynh Sở Thiên Thư của mình, lúc này Sở Thiên Thư đâu dám lên tiếng nói giúp hắn. Lỡ sơ suất chọc giận Tiêu Chính Văn thì vài phút sau sẽ trở thành thi thể không xương mất. Hết cách rồi, Thừa Tiếu Thiên chỉ đành nhận lấy bao thạch tín, xé mở ra rồi đổ vào miệng. Thấy sau khi uống thạch tín, vẻ mặt Thừa Tiếu Thiên không có gì khác lạ. Gần nửa tiếng sau, không có gì bất thường xảy ra. Tiêu Chính Văn lấy đôi móc ngọc từ trong tay Thừa Tiếu Thiên. Nhưng vừa lấy móc ngọc đi chưa được 5 phút, Thừa Tiếu Thiên đã ngã xuống đất, máu đỏ thẫm liên tục chảy ra từ mũi và tai. Sư huynh Sở, cứu tôi. Thừa Tiếu Thiên lấy chút sức lực cuối cùng liều mạng cầu cứu với Sở Thiên Thư, nhưng Sở Thiên Thư lại như không nghe thấy, vẫn cúi đầu quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn. Thôi vậy, nếu ông có thể cứu được hắn thì cứ giúp hắn đi. Nói xong. Tiêu Chính Văn đưa đôi móc ngọc đó cho Khương Vi Nhan. Vâng, lúc này Sở Thiên Thư mới bỏ dậy bỏ một viên thuốc màu đen vào miệng Thừa Tiếu Thiên. Chẳng lâu sau, Thừa Tiếu Thiên mới dần chuyển biến tốt hơn. Ác lộ hoàn, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Sở Thiên Thư kinh ngạc nói. Thuốc này là thuốc chuyên chữa trị các loại độc mạnh. Hơn nữa cách dùng là lấy độc trị độc, cũng được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, chỉ là cách điều chế đã bị thất truyền từ lâu. Không ngờ người của Thần Nông Cốc vẫn có thể điều chế ra được loại thuốc thần kỳ này. Quả nhiên vua Bắc Lương có đôi mắt tinh tường, chỗ tôi vẫn còn 15 viên, đều đưa hết cho vua Bắc Lương. Sở Thiên Thư vội lấy một bình thuốc màu đen ra, hai tay đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Ông có biết cách điều chế thế nào không? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Vua Bắc Lương, nói thật tôi không thể điều chế ra thuốc, đây là lúc bố tôi còn sống đã tự tay điều chế ra. Tôi không giỏi về mấy thứ này. Sở Thiên Thư bất lực nói. Tiêu Chính Văn nhận lấy bình thuốc nhỏ màu đen đó rồi lại nhìn Sở Thiên Thư, xác định cụ ta không nói dối mới nói với mọi người, các người có thể đi được rồi, nhưng phải nhớ Hoa Quốc có pháp luật của Hoa Quốc, quy tắc của các người chỉ có thể áp dụng trong Dược Tông. Chương 1924. Nếu lần sau tôi nghe được tin đồn tương tự như vậy, hoặc các người lại đi cướp phương thuốc của người khác bằng thủ đoạn tương tự thì cẩn thận đầu của các người đấy. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vung tay lên với Long Nguyệt. Mấy chục chiếc xe tăng và mấy chiếc máy bay trực thăng đều đổi hướng. Một chiếc trực thăng trong đó dừng lại trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Điện chủ, cô Khương, mời lên máy bay.
Long Nguyệt tiến đến trước nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi kéo Khương Vi Nhan cùng lên máy bay trực thăng. Đến khi chiếc máy bay trực thăng chở Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đi xa, mọi người trong Dược Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Điện chủ, chúng ta về Giang Trung hay là, Long Nguyệt ngồi ở ghế phó lái xoay người lại nói. Đưa Vi Nhan về, tôi muốn đến núi Côn Luân, khoảng thời gian này phải giám sát chặt chẽ từng hành động của Dược Tông. Nếu phát hiện họ có hành động gì khác thường thì gọi vào số này, sẽ có người ra mặt giải quyết. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đưa số điện thoại của Độ Thiên Chân Nhân cho Long Nguyệt. Thật ra lần này Độ Thiên Chân Nhân không đến cùng Tiêu Chính Văn mà vào trong rừng sâu để lĩnh hội trận pháp. Trong khoảng thời gian này tạm thời giao lại vấn đề an toàn của Khương Vi Nhan và hai đứa nhóc cho Điện Thần Long. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng tự biết rõ lệnh cấm của cường giả cảnh giới thiên thần được gỡ bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực của Độ Thiên Chân Nhân cũng liên quan trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của người nhà anh. Nếu cụ ta có thể nhân cơ hội này đột phá cảnh giới thiên thần thì cũng là một sự trợ giúp rất lớn với Tiêu Chính Văn. Vâng, Long Nguyệt đáp một tiếng, sau đó dặn dò với người lái cho máy bay hạ cánh trên đỉnh một ngọn núi. Nhìn bóng lưng rời của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan lo lắng siết chặt nắm đấm. Tuy rằng cô không biết Tiêu Chính Văn phải đối mặt với nguy hiểm và thử thách gì trong chuyến đi này, nhưng cô cũng có thể đoán được mức độ nguy hiểm của nó từ vẻ mặt của Tiêu Chính Văn. Chương 1925. Nhưng có một số việc Tiêu Chính Văn bắt buộc phải làm, đây là sứ mệnh của anh. Khương Vi Nhan chỉ có thể thầm cầu nguyện cho anh, lặng thầm đứng phía sau ủng hộ anh. Từ thành phố Thiên Phủ đến núi Côn Luân phải đi hàng trăm cây số. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ mất chưa đến một ngày đã đến được một sân nhỏ bên cạnh gò đất Côn Luân. Vừa bước vào, Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đang nướng đồ ăn cho cháu của mình trong sân. Bên cạnh là ông Nhạc và bà Nhạc đang nằm trên ghế hóng mát. Nghe thấy tiếng bước chân, Nhạc Trung Kỳ đứng dậy nói, này, thằng nhóc cậu cũng đúng giờ phết đấy, ngày mai vừa đúng một tháng, được, rất, mới nói được một nửa, Nhạc Trung Kỳ khẽ đổi sắc. Mặc dù vẻ ngoài Tiêu Chính Văn thoạt nhìn đã hồi phục như cũ, nhưng bên trong vẫn còn chất độc tàn dư chưa được loại bỏ. Ninh Phụng Kiều cũng biến sắc, nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu trúng độc à? Tiêu Chính Văn gật đầu. Sau đó kể lại chuyện mình trúng độc cho hai người nghe rồi cười nói, ông bà à, độc của tôi đã được giải rồi, bây giờ đã hồi phục kha khá, hẳn có thể đi vào Lôi Hải, Côn Luân rồi. Nghe anh nói thế, Nhạc Trung Kỳ hít sâu nói, này, có thể cậu vẫn chưa biết sắp tới cậu phải đối mặt với những gì đâu. Cậu có biết tiến vào Lôi Hải Côn Luân, chỉ có bản thân cậu mới có thể giúp được cậu, hơn nữa không thể băng qua Lôi Hải bằng trận pháp mà là bảo vệ mạng sống bằng trận pháp. Bất kỳ ai muốn dung hợp tim Bạch Long đều phải trải qua thử thách của Lôi Hải, đây không phải là vấn đề mạng dài hay ngắn mà là phải trải qua rửa tội của Lôi Hải. Với tình hình hiện giờ của cậu, tiến vào Lôi Hải đồng nghĩa với việc đâm đầu vào chỗ chết. Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long nghe thế cũng biến sắc, bị Lôi Hải rửa tội. Mặc dù cảnh giới thiên vương đã rất mạnh rồi nhưng so với uy lực cuồn cuộn của trời thì chỉ là hạt cát bé nhỏ. Trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải không chỉ là dựa vào ý chí. Cho dù Tiêu Chính Văn đang ở trạng thái đỉnh cao cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở về. Tiêu Chính Văn, cậu phải suy xét cẩn thận. Dù không đi vào Lôi Hải, không cần tim Bạch Long đó cũng không thể đùa giỡn với mạng sống được. Giang Vạn Long lên tiếng khuyên can Tiêu Chính Văn. Nhạc Trung Kỳ rất nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Nếu ngày mai không đi thì phải đợi 100 năm nữa, sở dĩ hẹn cậu vào ngày mai chính là vì ngày mai là ngày đại nạn sấm sét 100 năm mới có một lần. Gọi là ngày đại nạn sấm sét tức là sức mạnh của Lôi Hải sẽ giảm gấp đôi bình thường. Nếu người nào không biết mà tùy ý đi vào Lôi Hải thì chắc chắn sẽ chết. Nghe thế mọi người đều rơi vào im lặng. Chương 1926. Cũng có thể nói, trong vòng 100 năm chỉ có cơ hội lần này. Nếu như Tiêu Chính Văn từ bỏ thì phải đợi thêm 100 năm nữa. Nếu không dù có tiến vào Lôi Hải thì chắc chắn cũng chỉ có con đường chết. Thế nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ của Tiêu Chính Văn, sau khi tiến vào Lôi Hải sẽ là thập tử nhất sinh. Cho dù là thập tử nhất sinh thì tuyệt đối cũng không thể bỏ lỡ cơ hội trăm năm mới có một lần này. Tiêu Chính Văn nói với sắc mặt nghiêm trọng.
hai người Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đồng loạt rơi vào trầm mặc. Nhạc Trung Kỳ quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi, cậu không sợ chết thật sao? Tiêu Chính Văn điềm nhiên bật cười, khẽ lắc đầu nói, tôi đã chẳng thèm để ý đến chuyện sống chết từ lâu, khi còn ở Bắc Lương đã từng chết đi sống lại cả trăm nghìn lần rồi. Nhạc Trung Kỳ khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào một căn phòng gỗ bên trong, cậu vào đó nghỉ ngơi trước đã, sáng ngày mai chúng ta cùng tiến vào Gò Đất Côn Luân. Nói xong, Nhạc Trung Kỳ chắp hai tay sau lưng bước ra khỏi cửa. Tiêu Chính Văn đang định nói gì đó, Đinh Phụng Kiều lại khẽ xua tay với anh, tỏ ý anh cứ vào trong phòng gỗ nghỉ ngơi trước, sau đó bà cụ cũng đi theo ra bên ngoài khoảng sân nhỏ. Đi tới tận bên trong dãy núi Côn Luân, Nhạc Trung Kỳ lới hít sâu vào một hơi, nói với Đinh Phụng Kiều, ngày mai bà và tôi buộc phải đi vào trong núi cùng cậu ấy, nếu không cậu ấy chắc chắn chỉ còn con đường chết thôi. Ông này, tôi đang lo lắng với cảnh giới của chúng ta sẽ mang tới những thách thức sấm sét mãnh liệt hơn, chẳng những không cứu nổi cậu ấy mà ngược lại còn hại cậu ấy nữa. Nhạc Trung Kỳ trầm ngâm hồi lâu, sau đó từ tốn nói, hoặc là sau khi trận pháp bố trí xong xuôi thì chúng ta có thể, nói tới đây, Nhạc Trung Kỳ không nói tiếp nữa. Thật ra trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rất rõ. Chỉ cần sau khi hai người họ bố trí xong xuôi trận pháp rồi biến mất khỏi Gò Đất Côn Luân thì uy lực của lôi hải sẽ không gia tăng thêm gấp mấy lần nữa. Thế nhưng dù gì bọn họ cũng chỉ là con người, không phải là thần thánh, không thể cất giấu toàn bộ hơi thở của mình chỉ trong khoảng thời gian quá ngắn như vậy. Như vậy, cách tốt nhất chính là tự sát bằng cách nhảy vào trong lôi hải. Chỉ có người chết thì mới không còn bất cứ hơi thở nào. Hy vọng chàng trai này có thể lấy được trái tim rồng Bạch Long, nếu không Gò Đất Côn Luân sẽ không còn ai bảo vệ nữa. Ninh Phụng Kiều trầm mặc thở dài. Bà cụ và Nhạc Trung Kỳ đã sống được mấy trăm năm, sớm đã xem nhẹ chuyện sống chết. Chương 1927. Chết thì cũng chẳng sao, vấn đề là ngộ nhớ Tiêu Chính Văn cũng bỏ mạng tại Lôi Hải, hai người bọn họ mà chết thì sẽ không có thêm ai biết về bí mật của Gò Đất Côn Luân nữa. Mùng 7 tháng 7, ngày đại nạn sấm sét, sức mạnh của Lôi Hải sẽ giảm một nửa, tin rằng với năng lực của Tiêu Chính Văn thì chắc hẳn có thể giữ được tính mạng, chỉ cần vượt qua được Lôi Hải thì cậu ấy có thể phá kén hóa bướm được rồi. Hy vọng lựa chọn lần này của hai vợ chồng chúng ta là chính xác. Giọng nói của Nhạc Trung Kỳ vô cùng trầm thấp. Từ thời Hồng Vũ Đại Đế tới nay, Nhạc Trung Kỳ vẫn luôn phụng mệnh bảo vệ Gò Đất Côn Luân. Ngày mai chính là ngày mà cụ ấy được giải thoát. Cũng là ngày cụ ấy đánh cược tình mạng mình với ông trời. Nhìn khu rừng cổ sâu hun hút này lần cuối đi, ngày mai hai người chúng ta sẽ được giải thoát. Ninh Phụng Kiều ngược lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nếu đã đưa ra quyết định thì kết quả chỉ có thể giao cho ông trời sắp đặt. Như thế gọi là đã cố hết sức, đành nghe theo lệnh trời. Cũng tốt, chôn xương trong ngọn núi thần này, bà với tôi không hề uổng phí đời này. Nhạc Trung Kỳ cũng nở một nụ cười thoải mái. Tất cả đều vì Hoa Quốc. Một đêm tĩnh lặng, mãi tới sáng sớm ngày hôm sau sương mù vẫn bao phủ dày đặc, thậm chí với thị lực của Tiêu Chính Văn cũng không nhìn rõ sự vật ở cách bên ngoài một mét. Ông Nhạc, tại sao sương mù trên ngọn núi này lại lớn như vậy? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Thật ra đây căn bản không phải là sương mù mà là tà khí, không có cách nào đếm được có bao nhiêu sinh linh đã chết bên trong lôi hải Côn Luân, chỉ cần đặt chân đến lôi hải thì chỉ còn đường chết mà thôi. Lâu như vậy rồi, tử khí thành hung nên màn sương mù lớn như vậy mới xuất hiện. Đã chuẩn bị xong chưa? Nhạc Trung Kỳ hít sâu vào một hơi, nói. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Nhạc Trung Kỳ gật đầu nói, đi ra ngoài đợi tôi. Nói xong, Nhạc Trung Kỳ đi tới nơi ở của Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long. Trước lúc mở cửa phòng, hai quốc lão thật ra đã đứng bên ngoài ô cửa sổ từ lâu. Mắt rưng rưng lệ trông về phía ba người trước cửa. Hai vợ chồng chúng tôi hôm nay ra đi e rằng sẽ không trở về nữa, khu vườn nhỏ này coi như di vật để lại cho ông cháu bốn người, còn nữa, chỗ này có quyển sách có thể cho trẻ con đọc thuộc. Cũng coi như hai vợ chồng chúng tôi không tới thế gian này vô ích. Nhạc Trung Kỳ đặt quyển sách cổ vào trong tay Giang Vạn Long, điềm nhiên nói. Ông Nhạc, ông và bà, lẽ nào? Chương 1928. Ha ha, sống chết vốn dĩ chỉ như trong khoảnh khắc, con người tồn tại trên thế gian, sống càng lâu thì ngược lại càng chẳng để tâm nhiều tới chuyện sống chết nữa,
hai vợ chồng chúng tôi chờ đợi ở đây đã mấy trăm năm rồi. Hôm nay, bất luận là đúng hay sai thì đều phải cược một ván, nếu như ba ngày sau mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể trở về thì chứng tỏ vợ chồng chúng tôi đã cược thua, cuối cùng vẫn phải chịu thua ông trời. Mấy người không cần phải buồn phiền vì chúng tôi, trong chiều dài lịch sử của Hoa Quốc, không thể đếm hết được những người đã chết vì thiên hạ, vì muôn dân, chúng tôi chỉ là hạt cát giữa lòng đại dương mà thôi. Nói xong, Nhạc Trung Kỳ quay người bước ra khỏi căn phòng gỗ. Lúc này, Đinh Phụng Kiều mặc một bộ đồ cổ trang truyền thống, ngoài ra còn trang điểm nhẹ nhàng. Nhạc Trung Kỳ cũng mặc một bộ cẩm bào màu xanh sẫm giống như đang nói lên thân phận cẩm y vệ của cụ ấy. Soạt, khi Nhạc Trung Kỳ rút một thanh bảo đao ra, cả khoảng sân giống như bị một tia sét sắc lẹm đánh trúng. Ông cụ, ông đây là Tiêu Chính Văn có hiểu biết sâu rộng, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng bắt đầu trở nên kích động. Hai người chúng tôi buộc phải cùng cậu tới đó, nói thật thì chúng tôi cũng không nắm chắc rằng bản thân có thể sống sót trở về, nếu như sống chết chưa thể biết trước, vậy thì phải chết cho vẻ vang một chút. Cậu cũng như vậy, thật ra có khả năng không một ai trong số ba người chúng ta có thể sống sót trở về. Nếu như còn có lời gì muốn nói thì nhân lúc này hãy dặn dò người nhà lần cuối đi. Nhạc Trung Kỳ nói, đặt bảo đao ra phía sau lưng, sải bước đi ra khoảng sân bên ngoài. Tiêu Chính Văn trầm tư trong chốc lát, nếu như nói còn có điều gì nuối tiếc thì chính là anh vẫn chưa đặt tên cho cậu con trai vừa mới chào đời của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra, thế nhưng rất nhanh lại cất ngược trở lại. Cái tên này vẫn nên để cho Khương Vi Nhan tự mình đặt. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay người đi tới trước cửa căn phòng gỗ, nói với Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc, hai vị quốc lão, nếu như tôi không thể trở về. Xin thay Tiêu Chính Văn bẩm báo với thiên tử, Tiêu Chính Văn vô dụng, không thể ra trận chiến đấu vì Hoa Quốc được nữa. Lại phiền hai vị nói với Khương Vi Nhan, những gì mà Tiêu Chính Văn đã nợ trong kiếp này nhất định sẽ bù đắp gấp mấy lần trong kiếp sau. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người tiến ra khoảng sân bên ngoài. Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long nhìn theo bóng lưng mấy người Tiêu Chính Văn tiến vào trong màn sương mù dày đặc bằng đôi mắt ngấn lệ. Ôi! Hy vọng ông trời bảo vệ cho Hoa Quốc của chúng ta, bảo vệ cho vua Bắc Lương có thể trở về bình an. Hai người Tần Hán Quốc và Giang Vạn Long cùng nhìn về phía bầu trời, ưu buồn lên tiếng. Chương 1929. Bọn họ men theo con đường nhỏ vòng qua sườn núi, tiến sâu vào trong cánh rừng bao la, phía trước chỉ có màn sương mù dày đặc, không thể thấy rõ lối đi. Vợ chồng Nhạc Trung Kỳ lại dẫn theo Tiêu Chính Văn băng qua một quãng sườn dốc đứt đoạn mới đến được trước bia đá cổ kính. Sương mù giống như được phân ranh giới ngay tại đây. Phía trước căn bản không có một chút sương mù nào, mà sau lưng lại là biển sương mù dày đặc. Đi tiếp về phía trước chính là gò đất Côn Luân, nơi này mới là Côn Luân thật sự, rất nhiều truyền thuyết thượng cổ đều bắt nguồn từ nơi này. Nhạc Trung Kỳ nhìn về phía cánh rừng bao la trước mắt, âm trầm lên tiếng. Rất nhiều người đều không biết gò đất Côn Luân và Côn Luân căn bản là hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Tất cả những truyền thuyết có liên quan đến núi Côn Luân thật ra đều chỉ gò đất Côn Luân. Tiêu Chính Văn nhìn đăm đăm về phía trước, những nơi mà tầm mắt nhìn thấy được đều có bóng dáng của cái chết và sự tiêu điều. Ông à, tại sao tử khí bên trong gò đất Côn Luân lại nặng nề thế? Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Nhạc Trung Kỳ vừa tiến lên trước vừa điềm nhiên nói. Một mặt là bởi vì trái tim rồng Bạch Long, vì trái tim rồng Bạch Long vốn thiên về sinh tử, mà sống với chết lại luân phiên qua lại, chết rồi lại sống rồi lại chết. Vậy nên thứ mà gò đất Côn Luân thể hiện ra thế giới bên ngoài chính là tử khí, sức sống chỉ ẩn chứa bên trong gò đất Côn Luân. Chỉ khi tiến vào di mộ đế tuấn thật sự thì cậu mới có thể nhìn thấy được sức sống. Nghe Nhạc Trung Kỳ giải thích xong, trong lòng Tiêu Chính Văn ngược lại càng thêm hoài nghi khó hiểu. Theo lý mà nói thì nghĩa địa phải là nơi quy tụ tất cả tử khí mới đúng. Thế nhưng tại sao bên trong di mộ của Đế Tuấn lại là nơi hội tụ sức sống cơ chứ? Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng đi theo phía sau lưng hai vợ chồng Nhạc Trung Kỳ tiến vào nơi sâu nhất của gò đất Côn Luân. Càng tiến sâu vào trong thì Tiêu Chính Văn càng cảm nhận được hơi thở chết chóc hết sức nặng nề. Thậm chí ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi hôi thối của xác chết. Rắc rắc rắc, không biết đã đi thêm được bao lâu,
Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cảnh tượng trước mắt Tiêu Chính Văn cũng phát sinh những biến hóa vô cùng to lớn. Không còn thấy cánh rừng nguyên sinh tùm khi trước nữa, thay vào đó xuất hiện trước mắt anh chỉ là đá vụn và cát vàng, đưa mắt nhìn ra xa căn bản không còn bóng dáng xanh tươi nào của thực vật. Mây đen trên trời gần như giơ tay là chạm tới ngay được. Khi ba người bọn họ đặt chân tới một triền núi tương đối bằng phẳng, mây trôi trên bầu trời nhanh chóng quy tụ lại ngay trên đỉnh đầu của ba người. Bất luận là Tiêu Chính Văn hay vợ chồng Nhạc Trung Kỳ cũng đều có thể cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, thậm chí còn chèn ép tới mức bọn họ không thở nổi. Đây là một loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận đáy tim. Giống như đất trời một phương sắp sửa sụp đổ, vùi lấp tất cả ba người bọn họ tại nơi này. Chương 1930. Bố trận, Nhạc Trung Kỳ đột nhiên hô lên, đồng thời cắm thanh bảo đao trong tay vào trong lớp đá vụn trên mặt đất. Cùng lúc đó, cụ ấy cởi bỏ một miếng vải dày màu đỏ từ trên thắt lưng, lại cắn đứt ngón giữa của mình, để cho từng giọt máu đỏ tươi chảy lên trên miếng vải dày đó. Đồng thời cùng lúc này, Đinh Phụng Kiều cũng cắm gậy đầu rồng vào trong mặt đất, sau đó tháo miếng vải dày màu đen từ trên thắt lưng xuống và học theo cách thức của Nhạc Trung Kỳ, cho máu tươi nhỏ giọt lên trên miếng vải. Mặc dù tất cả những thứ này nhìn thì có vẻ đơn giản, thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được hai luồng hơi thở không giống nhau bắt đầu quanh quẩn khắp không gian và xung quanh đỉnh đầu của anh. Âm dương lưỡng nghi trận, Tiêu Chính Văn đã từng nhìn thấy loại trận pháp này bên trong Thiên Sơn Thư Lục. Ngoài ra sau khi dung hợp trái tim rồng Kim Long, trong đầu Tiêu Chính Văn cũng có đủ các ký ức về loại trận pháp này. Chỉ là trước giờ, tầm hiểu biết và lý giải của Tiêu Chính Văn về trận pháp không được sâu sắc cho lắm. Vậy nên hiểu biết về trận pháp đã thất truyền rất lâu này cũng chỉ dừng lại ở bề mặt mà thôi. Chàng trai, coi như cậu có mắt nhìn, âm dương lưỡng nghi trận này có thể bảo vệ cậu khỏi cái chết, nếu như cậu đã dung hợp trái tim rồng Bạch Long thì nhớ kỹ, không được để lộ bí mật của bản thân cho người ngoài biết. Còn nữa, sau khi dung hợp trái tim rồng Bạch Long, thực lực của cậu sẽ đột phá lên cảnh giới thiên thần, cường giả ở cảnh giới thiên thần không được tùy ý động vào người trong giới thế tục. Nếu không sẽ mang tới cho bản thân những rắc rối không thể tưởng tượng nổi. Đinh Phụng Kiều vừa nói vừa chậm rãi rút một thanh kiếm ngắn ra. Nhưng, không phải hai người cũng thường cùng với người trong thế tục, Tiêu Chính Văn vốn muốn nói, Nhạc Trung Kỳ không phải cũng từng giúp đỡ mình, cũng từng chém giết người của thế tục hay sao? Thế nhưng anh vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi, chỉ thấy Đinh Phụng Kiều và Nhạc Trung Kỳ đồng loạt rút thanh kiếm ngắn đưa thẳng lên yết hầu của mình. Hai ông bà! Hai người, đang làm gì vậy? Tiêu Chính Văn bị hành động của hai người bọn họ dọa sợ giật nảy mình, lẽ nào bọn họ định tự sát ở đây hay sao? Tiêu Chính Văn, tôi làm như vậy là bởi vì bọn họ không thể làm gì được tôi. Hơn nữa, những người tôi đã giết cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ai trong số những kẻ này cũng đều đáng chết cả, tuy nhiên cậu thì khác. Hai ông bà già chúng tôi đã sống đủ lâu rồi, nếu như chúng tôi sống tiếp thì lát nữa khi lôi hải hình thành. Uy lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ khi chúng tôi chết đi thì cậu mới có cơ hội để sống tiếp. Nhạc Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị mây đen bao phủ, trong những tầng mây đen kịt đó, tia điện chằng chịt, thiên uy trùng trùng. Mặc dù lôi hải vẫn chưa hình thành, thế nhưng luồng khí thế khiến cho tất thảy sinh linh nhìn mà run sợ đã hình thành. Không, hai ông bà, cho dù Tiêu Chính Văn tôi có thịt nát xương tan thì cũng phải chết chung cùng với hai người. Sao có thể để tôi sống sót một mình mà hai người phải bỏ mạng tại đây chứ? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa rút con dao quân đội năm cạnh ra kề sát vào yết hầu của mình. Nếu như hai vị cứ cố chấp làm như vậy thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ chết trước mặt hai người ngay bây giờ. Chương 1931. Nghe thấy lời này, Nhạc Trung Kỳ quay phát đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, hồ đồ. Hai người chúng tôi sống tới ngày hôm nay chính là để cho thế hệ sau của Hoa Quốc lấy trái tim rồng Bạch Long đi. Đây chính là sứ mệnh mà năm xưa Hồng Vũ Vạn Tuế giao cho chúng tôi. Cậu đã dung hợp được hai trái tim rồng, điều đó nói lên rằng cậu chính là người duy nhất có khả năng dung hợp toàn bộ năm trái tim rồng và mở ra di tích Long tộc trong vòng vài trăm năm của Hoa Quốc. Nếu như cậu cũng chết ở nơi này thì không chỉ có lỗi với hai người chúng tôi mà càng có lỗi với thiên tử cũ. Cũng có lỗi với muôn dân của Hoa Quốc. Sau khi cậu chết, không biết phải trải qua thêm bao nhiêu năm nữa thì Hoa Quốc mới lại xuất hiện một nhân tài như cậu.
Thế nhưng nếu trong vòng 2 năm mà vận khí của Hoa Quốc không thể khôi phục thì thiên tử cũng có khác gì bỏ mạng vô ích đâu. Cậu có biết điều đó tượng trưng cho gì không? Không chỉ là muôn dân của Hoa Quốc không thể kéo dài tuổi thọ mà tất cả long mạch của Hoa Quốc cũng sẽ cạn kiệt trong vòng 50 năm, đại nạn sẽ lại đổ xuống đầu Hoa Quốc thêm lần nữa. Tới khi đó sẽ là cục diện sông núi vỡ vụn, máu chảy thành sông, tội trạng này cậu gánh vác nổi sao? Nghe Nhạc Trung Kỳ nói vậy, Tiêu Chính Văn kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Chàng trai, nghe lời chúng tôi, sống tiếp cho thật tốt, dung hợp năm trái tim rồng, khai phá di tích long tộc, kế thừa quốc vận, đưa Hoa Quốc trở lại vị trí đỉnh cao thế giới thêm lần nữa, hai ông bà già chúng tôi cũng có thể mỉm cười nơi chín suối được rồi. Nói xong, không đợi Tiêu Chính Văn hoàn hồn trở lại, Đinh Phụng Kiều đã rút kiếm tự sát. Máu tươi phun ra từ cổ của bà cụ, sau đó là tiếng kim loại va vào mặt đất kêu lên leng keng, thanh kiếm ngắn trong tay bà cụ rơi xuống đất, đồng thời cả cơ thể cũng ngã lăn ra. Bà ơi, Tiêu Chính Văn vẫn chưa kịp nói hết câu, lại một tiếng xoẹt nữa vang lên, thi thể của Nhạc Trung Kỳ cũng đổ ụp xuống đất. Không, không, nước mắt của Tiêu Chính Văn tuôn rơi từ trong khóe mắt. Nhìn hai người họ ngã trong vũng máu, trái tim Tiêu Chính Văn đau đớn như bị xé rách. Giống như có một bàn tay lớn bóp nát cõi lòng anh chỉ trong chớp nhoáng. Vì sự hưng thịnh của Hoa Quốc, hai người đã sống biết bao nhiêu năm, không chút do dự tự sát ở gò đất Côn Luân. Tiêu Chính Văn bi thương phẫn nộ gầm lên với trời. Sau phút chốc, anh ngồi dậy, dập đầu nặng nề vái lại hai cái xác ba lần. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa, một tia sét có kích cỡ ngang cánh tay nhỏ từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Khi tia sét đó giáng xuống, từ trường bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn bỗng bị kìm hãm, giống như có một gông xích vô hình cố định Tiêu Chính Văn đứng yên tại chỗ, chỉ có thể bất lực để cho tia sét đó đánh về phía đỉnh đầu của mình. Rắc, trong nháy mắt, tia sét đã đánh xuống, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy từ đầu tới chân, mỗi một tế bào bên trong cơ thể đều đang phải hứng chịu sự dày vò rất lớn. Chương 1932. Loại cảm giác đó giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim, lại giống như bị mấy chục dòng điện cao áp công kích. Chiến bào trên người Tiêu Chính Văn lập tức hóa thành hư không. Ngay cả con dao quân đội năm cạnh trong tay anh cũng khẽ lóe lên tia sáng màu bạc. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi Tiêu Chính Văn hứng chịu tia sét đầu tiên, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, mấy chục tia sét lại bắt đầu giáng xuống. Lúc này, khoảng không gian bên dưới và tầng mây trên bầu trời giống như được kết nối bởi vô số tia lửa điện, hàng nghìn hàng vạn tia sét vô tình giáng xuống mặt đất. Ngay cả lớp đá vụn dưới chân Tiêu Chính Văn cũng vì dòng điện lưu cường đại được hình thành từ vô số tia sét nên mới biến thành trạng thái trong suốt. Vào lúc Tiêu Chính Văn gần như đã rơi vào tuyệt vọng, giống như có một luồng sức mạnh ngoại lai mạnh mẽ phá bỏ sự kìm kẹp từ trường bên trong cơ thể anh. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn vội vàng điều động từ trường trong cơ thể, toàn lực đối kháng với vô vàn tia sét đang chèn ép xuống. Hai nguồn lực vô cùng mạnh lao vào nhau tại một điểm. Trong nháy mắt, cả gò đất Côn Luân lóe lên một luồng ánh sáng còn rực rỡ hơn mặt trời gấp trăm nghìn lần. Dù da thịt của Tiêu Chính Văn sớm đã cứng rắn như kim cương, thế nhưng lúc này cũng vì không chịu đựng nổi áp lực lớn tới vậy nên đã rách toác ra. Máu tươi men theo miệng vết thương trên người Tiêu Chính Văn không ngừng chảy xuống. Vào lúc Tiêu Chính Văn gần như đã sử dụng tới chút sức lực cuối cùng, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai luồng khí một đỏ một đen. Chẳng mấy chốc, hai luồng khí này đã biến thành hình dáng của cá âm dương, lượn vòng giữa khoảng không bên trên đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Mặc dù hai luồng khí này vẫn không có cách nào ngăn cản được thiên uy cường đại, thế nhưng cũng giảm bớt được không ít áp lực cho Tiêu Chính Văn, ít nhất mỗi một tia sét giáng xuống cũng không mạnh như lúc mới ban đầu nữa. Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thế nhưng vào lúc này, những tiếng vang lớn đùng đoàng lại xuất hiện giữa không trung, giống như thiên uy ngông cuồng đó đã bị chọc giận. Tầng mây khi trước vẫn còn màu xám, bỗng chốc đã biến thành màu đen. Hai luồng điện lưu cực đại còn to hơn cả vại nước chuyển động qua lại như thoi đưa bên trong tầng mây. Nguy rồi, Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này, anh đâu thể chịu đựng được kiếp nạn lớn như vậy. Nếu như tia sét đó giáng xuống, ngay cả đá dưới chân Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị dung hòa chỉ trong nháy mắt.
dù có là thành phố Thiên Phủ ở cách Gò Đất Côn Luân mấy trăm cây số cũng có thể nhìn thấy rất rõ trên bầu trời giống như có một con rắn điện đang trườn bò bên trong tầng mây đen phía xa. Chương 1933. Thế nhưng luồng thiên uy này lại trần trừ mãi không giáng xuống, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, lẽ nào là trận pháp của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều đã phát huy tác dụng? Có điều, lúc Tiêu Chính Văn đang hoài nghi, chỉ thấy luồng điện lưu thô dày khi trước dần dần hấp thụ vô số tia điện lưu xung quanh, kích cỡ lại tăng thêm mấy chục lần. Ngang, rồng thở, mặc dù loài động vật như rồng sớm đã không còn xuất hiện nữa, thế nhưng loại uy thế liếc nhìn chúng sinh, loại cảm giác áp chế huyết mạch đối với vạn vật này khiến cho hai đầu gối của Tiêu Chính Văn không khỏi hơi cong lại. Đây là cảm giác quy phục dấy lên từ tận trong đáy lòng. Sau khi tiếng thở của rồng vang lên, chỉ thấy một con rồng cực lớn màu bạc há miệng rất lớn bay vút xuống từ trên khoảng không cách mặt đất mấy chục nghìn mét, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, đá vụn khắp xung quanh đều bị cuồng phong cuốn lên trên khoảng không. Mà Tiêu Chính Văn đang đứng phía dưới chỉ cảm thấy da thịt của mình đều sắp bị cuồng phong xé toạc ra đến nơi, mỗi một tấc da đều đang truyền tới đại não của anh cảm giác đau đớn cùng cực. Ở trước thực lực và thiên uy tuyệt đối, bất kỳ loại trận pháp nào cũng chỉ là vô dụng. Ngay cả hai con cá âm dương trên bầu trời vẫn luôn bảo vệ cho Tiêu Chính Văn cũng lập tức hóa thành hai luồng khí bình thường, bị cuồng phong thổi giạt đi mất. Thậm chí không đợi Tiêu Chính Văn kịp hoàn hồn trở lại, trên mặt đất đã xuất hiện một quầng sáng cực cao, không chỉ là Gò Đất Côn Luân mà ngay cả khoảng sân nhỏ nơi mấy người Giang Vạn Long đang ở cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Lúc này, ngay cả vệ tinh bên trong quỹ đạo không gian cũng bắt được vị trí của Gò Đất Côn Luân, một màn ánh sáng vô cùng chói mắt đột nhiên lóe lên. Tiêu Chính Văn, Giang Vạn Long nhìn về phía Gò Đất Côn Luân, gào lên thất thanh. Đồng thời, hai hàng nước mắt cũng đua nhau rơi xuống. Tần Hán Quốc ngồi thụp xuống đất, đờ đẫn nhìn về phía đỉnh núi, nơi có những ánh hào quang màu trắng bạc rất lâu vẫn chưa tản đi. Ở trong thiên tử các tại Long Kinh xa xôi, bàn tay đang phê duyệt tấu chương của thiên tử đột nhiên run lên, mấy giọt mực đen rơi thẳng xuống trang giấy. Tiêu Chính Văn, thiên tử vô thức buông bỏ giấy bút trong tay xuống, quay đầu nói với Tần Vũ, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì rồi không, tại sao trong lòng bản quân lại đột nhiên hoảng loạn tới thế? Tần Vũ vội vàng mở điện thoại gửi vài tin nhắn cho mấy người quản lý công việc nội bộ của Hắc Băng Đài. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tần Vũ đã nhận được một đoạn video mà vệ tinh quay lại được. Rõ ràng đoạn video này đã được phóng đại mấy trăm lần. Chương 1934. Chỉ thấy một tia sét cực đại hình rồng dài mấy chục mét, từ khoảng không tít trên cao giáng thẳng xuống người một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh núi Côn Luân. Chàng trai trẻ đó cả người trần truồng, cùng lúc tia sét hình rồng giáng xuống thì một binh khí cũng được ném ra từ trong tay. Con dao quân đội năm cạnh, nhìn thấy loại vũ khí vô cùng quen thuộc bên trong màn hình kia, Tần Vũ không khỏi hít sâu. Không cần phải tra hỏi thêm gì nữa, người này không phải Tiêu Chính Văn thì còn có thể là ai? Thiên tử, e rằng thật sự đã xảy ra chuyện rồi, vua Bắc Lương đang gặp nạn ở Gò Đất Côn Luân. Tần Vũ nói tới đây. Giọng nói cũng trở nên nghẹn lại. Cậu nói gì cơ? Thiên tử đứng bật dậy mở to mắt nhìn Tần Vũ, nói, sao vua Bắc Lương lại có thể gặp nạn ở Gò Đất Côn Luân, ai? Là ai làm? Nói xong, thiên tử giật phát lấy điện thoại của Tần Vũ, sau khi mở đoạn video đó thì ngay cả thiên tử cũng sững sờ. Thông qua tư liệu hình ảnh mà vệ tinh quay lại được, có thể nhìn thấy rất rõ ngay cả ngọn núi dưới chân Tiêu Chính Văn cũng bị dung hòa mất gần một mét. Vô số đá vụn hóa thành giọt nước chỉ trong nháy mắt, mà bóng dáng của Tiêu Chính Văn cũng hoàn toàn biến mất bên trong bức màn ánh sáng đó. Ngoài ra, màn ánh sáng đó rất lâu vẫn chưa tản đi. Có thể thấy rằng, Tiêu Chính Văn đang ở trong trung tâm của gió bão phải chịu đựng thiên uy khủng bố tới mức nào. Tiêu Chính Văn dẫu sao cũng chỉ là một con người, không phải thần thánh. Dù có là thiên thần, ở trong thiên uy khủng bố như vậy cũng khó mà giữ được mạng sống. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Thiên tử thất thần lùi ra sau liên tiếp mấy bước, điện thoại trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã chết thật rồi sao? Thiên tử không dám tin vào sự thật này, thế nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt đã đủ để nói rõ mọi chuyện. Tiêu Chính Văn, thiên tử, tôi đã cử người tới đó rồi,
nhưng bất luận là máy bay trực thăng hay máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm cũng đều không thể tiếp cận khu vực đó. Thậm chí cách Côn Luân bên ngoài 5 cây số, tất cả máy móc thiết bị đều mất đi tác dụng, đã có 6 chiếc máy bay gặp nạn ở gần đó. Hơn nữa, dựa theo máy thăm dò, nhiệt độ ở khu vực đó cao tới mấy chục nghìn độ, không một ai có thể sống sót bước ra từ một nơi có nhiệt độ cao tới thế. Tần Vũ cúi đầu, giọng nói vô cùng đau thương. Đừng nói là con người, dù có là thiết bị, sau khi tiến vào khu vực đó cũng sẽ hóa thành nước thép chỉ trong nháy mắt. Quốc tang, thiên tử sững sờ tại chỗ 5 phút đồng hồ, sau đó mới thốt ra được vỏn vẹn hai chữ. Chương 1935. Thiên tử, không thể được. Một khi để quốc tang thì chẳng phải các nước khác sẽ biết chuyện hết sao. Tần Vũ tiến lên trước khuyên can. Thiên tử lắc đầu chỉ vào điện thoại nằm dưới đất nói với Tần Vũ, chuyện đến nước này, cậu nghĩ chúng ta còn có thể giấu được sao? Động tĩnh đã lớn thế rồi, vệ tinh của các nước sẽ nhắm chuẩn vào núi Côn Luân ngay lập tức, chỉ cần phóng to hình ảnh lúc đó thì không khó nhận ra người trong lôi hải chính là Tiêu Chính Văn. Nếu chúng ta giữ bí mật không công bố thì khi người dân Hoa Quốc biết được tin tức này qua truyền thông nước ngoài, cả nước đều sẽ thất vọng với hành động của chúng ta. Tiêu Chính Văn không chỉ là một vua Bắc Lương mà còn là thần trong lòng rất nhiều người, là sự tồn tại trong quân hồn Hoa Quốc. Một người như thế chết trong lôi hải Côn Luân thì chúng ta không thể giấu được, đây là tố chất cơ bản nhất của người thống trị. Truyền lệnh cho trưởng lão Võ Tông, trưởng lão Tông Miếu, hai vị ở Long Các đến gặp tôi. Thiên tử hơi khàn giọng nói. Tiêu Chính Văn gặp nguy hiểm là một đòn giáng mạnh với thiên tử, thậm chí không kém gì Khương Vi Nhan. Từ trước đến nay giữa thiên tử và Tiêu Chính Văn trông có vẻ bằng mặt không bằng lòng, nhưng thật ra là lòng đã hiểu lòng. Bất kể là khi đối mặt với các thế lực của các nước hay của Hoa Quốc, hai người đều là quan hệ phối hợp với nhau từ xa. Bây giờ Tiêu Chính Văn bỗng gặp nạn tương đương với việc cắt đứt cánh tay của thiên tử, bao nhiêu kế hoạch đã định ra đều đổ bể. Hơn nữa còn phải đối mặt với áp lực như rời núi lấp biển của các nước sau khi Tiêu Chính Văn chết. Không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có chiến báo từ biên giới. Đối mặt với tình thế nghiêm trọng này, trước tiên thiên tử phải ổn định lòng dân để mọi người đều biết chỉ cần đã từng cống hiến cho Hoa Quốc thì đất nước sẽ luôn ghi nhớ. Như thế sẽ khích lệ tất cả người Hoa Quốc, cùng căm thù kẻ địch khi đất nước gặp gian nguy. Tần Vũ hơi ngừng lại nhìn ánh mắt kiên định của thiên tử, biết rõ dù mình có khuyên thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì nên anh ta chỉ đành ra khỏi thiên tử các. Không lâu sau, ba trưởng lão lớn của Võ Tông, ba trưởng lão của Tông Miếu và hai người Long Các đến thiên tử các. Chào thiên tử, chào thiên tử, chào thiên tử, thiên tử ngây người ngồi trên bậc thềm khẽ khoát tay tỏ ý họ không cần phải chào, sau đó vung tay với hai người bên cạnh. Mấy người đó mang ghế đến cho các vị trưởng lão. Mọi người ngồi đi, Tần Vũ bảo người đóng cửa điện lại, không được cho bất kỳ ai đến gần trong phạm vi 100 mét. Kẻ nào chống lại lệnh thì pháp trị. Chương 1936. Thiên tử trầm giọng nói. Vâng, Tần Vũ xoay người ra khỏi đại điện rồi đóng chặt cửa điện lại. Thiên tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Đình tự đại trưởng lão đương nhiệm của Long Các thấy thiên tử các như gặp phải đại địch, vẻ mặt thiên tử lại chán nản như thế, ngay cả hành lang xung quanh cũng tăng thêm phòng vệ, lòng không khỏi trùng xuống. Tiêu Chính Văn gặp nạn ở gò đất Côn Luân rồi. Một câu nói ngắn ngủi của thiên tử lại như một tiếng nổ vang san bằng mặt đất. Hả, đầu tiên là ba vị trưởng lão Võ Tông thấy ớn lạnh. Sau đó đại trưởng lão đứng dậy nói, thiên tử, chuyện này có chứng cứ gì không? Đã tìm được thi thể của Tiêu Chính Văn chưa? Thiên tử lắc đầu, thi thể ư. Trong vòng 5 cây số quanh nơi Tiêu Chính Văn gặp nạn đều thành khu vực cấm với sinh vật, đi đâu để tìm đây? Mọi người có thể xem video này, đây là video vệ tinh quay được cách đây một tiếng. Hơn nữa theo thăm dò, lúc đó nhiệt độ của cả khu vực cao hơn mấy chục nghìn độ, đừng nói là sinh vật, dù là sắt thép cũng sẽ biến thành nước. Thiên tử mở điện thoại của Tần Vũ ra, lại phát video vệ tinh đó. Hả, chuyện này phải làm sao? Các trưởng lão Tông Miếu cũng khiếp sợ, mặt mày trắng bệch. Không phải Hoa Quốc không có Tiêu Chính Văn thì sẽ mất nước, nhưng Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể chết vào lúc này. Các nước vừa dẹp bỏ tâm tư xâm lược, Hoa Quốc đang hướng đến một thế cục tốt đẹp hơn.
Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại chết cũng có nghĩa là đang nói cho cả thế giới Hoa Quốc đã không còn người mạnh nữa rồi. Cái chết của Tiêu Chính Văn có nghĩa là Bắc Lương lại trở thành lỗ hổng cho các nước tấn công Hoa Quốc. Quân đội của các nước sẽ sớm trang bị vũ khí để tấn công. Cùng lúc đó gia tộc Azer Lan Chi cũng sẽ cử ra một số lượng lớn cao thủ tiến vào Hoa Quốc làm cho võ tông Hoa Quốc tan rã. Đồng thời trong nội bộ Hoa Quốc, các kế hoạch hành động sẽ bị phá hủy. Mọi chuyện thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế sẽ đe dọa đến tình hình đất nước. Tôi nghĩ trước tiên nên tổ chức tang lễ cho Tiêu Chính Văn rồi để quốc tang, lập mộ an táng cùng với Hoàng Lăng. Ngoài người dân Long Kinh thì người dân khắp nơi ở Hoa Quốc đều có thể đến chia buồn. Liễu Thanh thống soái đương nhiệm của quân Phá Long được thăng chức lên làm tổng chỉ huy quân đội phía Bắc, cậu ta không chỉ dẫn dắt quân Phá Long mà quân của Từ Kiêu Long cũng do cậu ta chỉ huy, hình thành chiến khu phòng ngự phía Bắc. Chương 1937. Ngoài ra, vợ của Tiêu Chính Văn được thăng một cấp quan chức thừa kế chức vị của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan được phong là quốc phu nhân, được hưởng quyền lợi giống vương tước, không biết các vị có ý kiến gì khác với sắp xếp của tôi không? Thiên tử suy xét hồi lâu rồi chậm rãi nói. Nghe thế mọi người cũng rơi vào trầm tư, nửa tiếng sau đại trưởng lão Võ Tông mới đứng lên nói, tôi không có ý kiến gì, nhưng chuyện này phải được các quan chức chấp thuận. Ý của đại trưởng lão Võ Tông rất rõ ràng. Sau khi Tiêu Chính Văn chết, bốn gia tộc lớn chắc chắn sẽ có hành động. Hơn nữa trong Võ Tông có rất nhiều người có hiềm khích với Tiêu Chính Văn. Hiện giờ chắc chắn sẽ cùng nhau bắt tay với bốn gia tộc lớn. Cứ như thế thì thế lực của bốn gia tộc lớn sẽ mạnh hơn ban đầu. Thế nên quyết định của cuộc họp phải xem thái độ của bốn gia tộc lớn, đồng thời cũng đang thăm dò ý của bên Võ Thần Tông. Trưởng lão Tông Miếu cũng đứng lên nói, thiên tử, chuyện này phải được các quan chức xem xét, hơn nữa nên lập tức tăng cường phòng vệ của Long Kinh tránh cho đám người có mưu đồ lợi dụng sơ hở. Thiên tử gật đầu, sau đó vỗ bàn nói, thông báo cho tất cả quan chức ở Long Kinh, bất kể là chức vụ lớn hay nhỏ đều tập trung đến thiên tử các để bàn chuyện. Vâng, một nhân viên vội vàng nhanh chân ra khỏi thiên tử các, lúc này trên bầu trời mây đen bỗng kéo đến dày đặc, mưa lớn như chút nước. Nhìn màn mưa đằng xa, thiên tử ưu sầu thở dài, nói với Tần Vũ, lập tức bảo tất cả truyền thông Hoa Quốc đăng thông báo. Ngay sau đó tin tức Tiêu Chính Văn gặp nạn ở Côn Luân đã truyền đi khắp Hoa Quốc. Khi nhìn thấy tin tức này, Khương Vi Nhan bỗng choáng váng, ngất xỉu. Sau khi được mọi người cứu chữa, Khương Vi Nhan mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Khương Vi Nhan lại không kìm chế được nỗi đau thương của mình, nước mắt giàn giụa. Không lâu sau, Lưu Sùng Hằng, Lãnh Kế Hồng chạy đến. Sếp Khương, xin đừng quá đau thương. Chuyện cậu Tiêu gặp nạn chỉ là suy đoán mà thôi, hình ảnh vệ tinh chụp được cũng sẽ có sai sót, huống hồ hình ảnh trên TV chưa hiển thị rõ cậu Tiêu đã gặp nạn. Lãnh Kế Hồng ép mình bình tĩnh nói. Lưu Sùng Hằng cũng nuốt nước bọt bước đến khuyên vài câu. Nhưng bất kể là ông ta hay Lãnh Kế Hồng đều rõ một chuyện, ngày tốt của mình đã sắp hết rồi. Võ Tông và Dược Tông chắc chắn sẽ đến tính sổ với nhà họ Tiêu. Đến lúc đó có lẽ chỉ có một mình Khương Vi Nhan có thể may mắn thoát được, còn hai người họ, Thanh Vân Tông và nhà họ Lãnh sẽ dính đầy máu. Hai vị không cần an ủi tôi đâu, cả khu vực này đến giờ vẫn là khu vực không người, dù có là thần tiên cũng không thể sống sót. Dứt lời, nước mắt Khương Vi Nhan lại tuôn rơi. Chương 1938. So với Khương Vi Nhan thì bốn gia tộc lớn suýt cười phá lên khi nghe được tin Tiêu Chính Văn gặp nạn. Nhất là Đông Phương Tiếu, vừa nhìn tin tức trên TV vừa cười khẩy, thằng nhóc Tiêu Chính Văn quả nhiên đã chết trong lôi hải Côn Luân, ha ha. Cụ tổ, đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể làm thế với nhà họ Tiêu, Đông Phương Tiếu lắc đầu nói, lúc này không thể động vào nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn vừa chết uy danh vẫn còn, ai dám bước ra làm chim đầu đàn thì người đó sẽ chết rất khó coi. Không chỉ đắc tội với thiên tử mà còn đắc tội với hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc. Mặc dù thế lực nhà họ Đông Phương lớn mạnh, nhưng đạo lý nước có thể dâng, thuyền có thể lật mãi mãi không thay đổi. Nhưng khi thiên tử các bàn luận, phải căn dặn người của chúng ta không thể đồng ý thăng quan tiến chức cho Khương Vi Nhan và người nhà của Tiêu Chính Văn. Đông Phương Tiếu nói, một khi người nhà của Tiêu Chính Văn được thăng chức, ít nhất là trước khi thiên tử mất, không ai có thể làm lung lay căn cơ của nhà họ Tiêu.
thiên tử mới còn đang trong độ tuổi trẻ, sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Mấy chục năm sau, thế hệ tiếp theo của nhà họ Tiêu đã trưởng thành, ai dám đảm bảo con trai, con gái của Tiêu Chính Văn không trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn của bốn gia tộc lớn. Không chỉ là Đông Phương Thiếu mà ba gia tộc lớn còn lại cũng ra lệnh y hệt như thế với người thân cận trong quan chức của mình. Lúc này ở Thiên Tử Các, các vị còn ý kiến gì nữa không? Sau khi cung nhân đọc xong lệnh của thiên tử mới lên tiếng nói. Vừa dứt lời, các quan chức lập tức thì thầm to nhỏ với nhau. Ai cũng biết thiên tử đang muốn bảo vệ người nhà Tiêu Chính Văn. Có lệnh thăng quan tiến chức, ai dám động vào con của Tiêu Chính Văn thì đang đối đầu với thiên tử, chống lại cả giới chính trị. Ý của thiên tử đã rất rõ ràng, đảm bảo cho con của Tiêu Chính Văn bình an trưởng thành. Đảm bảo cho Khương Vi Nhan nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền. Thiên tử, thuộc hạ có ý kiến. Một ông lão tiến lên trước một bước cúi người nói với thiên tử, chúng ta đều ghi tạc không quên công lao của Tiêu Chính Văn, nhưng ưu đãi với Tiêu Chính Văn như thế có hơi quá không? Đầu tiên, người có công với đất nước là Tiêu Chính Văn chứ không phải Khương Vi Nhan, tại sao lại phong cô ta là quốc phu nhân? Hơn nữa con trai nhỏ của Tiêu Chính Văn vừa chào đời chưa tròn một tháng lại được làm vương tước, có làm trái chế độ của tổ tiên không? Người này vừa nói thế lập tức có mười mấy quan chức già bước ra khỏi hàng lên tiếng hùa theo. Lời này không đúng, công lao của Tiêu Chính Văn không thể kể hết, hơn nữa Tiêu Chính Văn chết cũng vì đất nước, con của cậu ấy được phong tước thừa kế vương tước của Tiêu Chính Văn có gì quá đáng? Chương 1939. Hơn nữa vợ Tiêu Chính Văn là Khương Vi Nhan, mặc dù chưa từng bước ra xa trường giết giặc nhưng lại là người đứng đằng sau để Tiêu Chính Văn không phải lo lắng gì cũng là công lao rồi, không thể không tính chứ. Đại trưởng lão Võ Tông sầm mặt, lời nói cực kỳ sắc bén. Hai vị ở Long Các cũng đứng lên nói, sắc phong cho người thân của Tiêu Chính Văn có thể khích lệ lòng quân nhân, nếu Tiêu Chính Văn chết, người thân của cậu ấy không được sắc phong thì thử hỏi sau này còn ai cống hiến cho đất nước nữa. Trưởng lão Tông Miếu cũng đứng lên nói, sắc phong người thân của Tiêu Chính Văn không làm trái chế độ của tổ tiên, hơn nữa lúc lâm chung thiên tử cũ cũng có di ngôn phải có ưu đãi hậu hĩnh cho người có công lao lớn với đất nước. Chỉ có như thế mới có thể khuyến lệ ý chí của các chiến sĩ Hoa Quốc, được hàng triệu người dân ủng hộ, lẽ nào các vị không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Hay là các người cam lòng làm con chó cho bốn gia tộc lớn, một lòng muốn hãm hại người thân của Tiêu Chính Văn? Trưởng lão Tông Miếu hùng hổ nói toát ra áp lực vô hình, mấy người lên tiếng lúc nãy sợ hãi quỳ xuống đất. Trưởng lão Tông Miếu có quyền tiền trảm hậu tấu với tất cả quan chức dưới chức vương tước. Người nào dám động vào người thân của vua Bắc Lương thì Võ Tông tôi sẽ giết cả gia tộc. Đại trưởng lão Võ Tông đập bàn tức giận nhìn các quan chức trong đại điện. Các vị trưởng lão, chúng tôi chỉ nói lên tiếng lòng của mình thôi. Nếu ban đầu đã quyết định xong hết rồi thì cần gì phải hỏi ý kiến chúng tôi? Một ông lão tóc bạc bước ra từ trong đám quan chức già, cứng rắn nói. Trong thoáng chốc, hàng ngũ quan chức trong thiên tử các đã chia thành hai phe, mọi người cố chấp khăng khăng giữ ý kiến của mình, liên tục tranh cãi. Thấy thế thiên tử cũng không khỏi lắc đầu. Nhưng những người này đại diện cho bốn gia tộc lớn hay thế lực đối địch với Tiêu Chính Văn cũng thế thôi. Cuối cùng Hoa Quốc cũng phải cần một tiếng nói đồng lòng. Việc quyết định đối đãi như thế nào với người thân của Tiêu Chính Văn vô cùng quan trọng, càng không thể qua loa. Đúng lúc này, cánh cửa đại điện thiên tử các mở ra, hai ông lão một trước một sau bước vào. Giang Vạn Long, Tần Hán Quốc, nhìn thấy hai người này, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Chào thiên tử, hai vị các lão cúi người chào thiên tử. Hai vị các lão. Các ông, Giang Vạn Long ngẩng đầu lên nói, thiên tử, hai vợ chồng ông Nhạc đã qua đời. Trước khi lên đường, vua Bắc Lương có để lại di ngôn. Ồ, Tiêu Chính Văn nói gì? Thiên tử nhíu mày hỏi. Chương 1940. Trước khi lên đường, vua Bắc Lương nói để bọn tôi chuyển lời đến thiên tử, nếu chuyến đi này cậu ấy không thể quay về thì bọn tôi sẽ đến thỉnh tội với thiên tử thay cậu ấy, sau này không thể phục vụ cho Hoa Quốc. Xin thiên tử hãy bảo trọng. Giang Vạn Long nói đến đây bèn rơi nước mắt, vài giọt nhỏ tí tách lên nền gạch vàng. Nghe thế thiên tử cũng bật khóc. Đồng thời thiên tử cũng nhìn mọi người trong điện nói, các vị, mọi người mở miệng ra là nói người thân Tiêu Chính Văn không xứng được phong chức.
Vậy tôi muốn hỏi ông Lư Lư Tử Dũng, làm thế nào mà ông được thăng chức lên làm người đứng đầu hộ bộ thế? Người thiên tử hỏi chính là quan chức già lên tiếng chất vấn lúc nãy. Kế thừa chức vụ của bố tôi, cả đời phục vụ cho đất nước. Ông lão kiêu ngạo nói. Dù sao thì nhà họ Lư trước giờ luôn khiêm tốn, mấy đời đều chăm chỉ làm việc cống hiến cho hộ bộ, đã nắm giữ được chức vụ quan trọng trong hộ bộ. Tốt lắm, tôi nghĩ trong các vị đã có 80% người đều nằm trong trường hợp như thế này nhỉ. Thiên tử đứng lên vừa đi qua đi lại vừa nói, không biết lúc qua đời, tổ tiên của các vị giao lại vài chuyện trong nhà hay là chuyện của quốc gia nhiều hơn nhỉ. Tôi nghĩ chắc là căn dặn tài sản trong nhà, chức vụ quan chức gì đó sẽ do ai đảm nhận, chắc không sai chứ. Nói xong, thiên tử đảo mắt nhìn những gương mặt bên dưới. Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu xuống. Tôi muốn biết Tiêu Chính Văn cống hiến cho đất nước cả một đời, đến lúc chết vẫn còn nhớ đến đất nước, tại sao người thân của cậu ấy không thể được phong chức. Chỗ tôi có một tập báo cáo mật của Hắc Băng Đài, mọi người có thể truyền tay nhau mà đọc. Dứt lời, thiên tử vung tay ném một phong thư xuống bậc thềm. Sau khi mở ra mọi người mới thấy bên trong là báo cáo tài chính của Tiêu Chính Văn. Công ty của Khương Vi Nhan vốn dĩ là nhà họ Khương cho Khương Vi Nhan nên không liên quan gì đến Tiêu Chính Văn. Tài khoản cá nhân của anh chỉ có chưa đến 10.000 tệ, tất cả số tiền này bao gồm cả tiền thưởng của nhà nước đều phân phát hết cho quân Phá Long. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Tôi muốn phong chức cho người thân Tiêu Chính Văn là có nguyên nhân cả. Nếu các vị không đồng ý thì cũng được thôi, từ nay về sau các ông nữa. Ai cũng phải kê khai hết tài sản của mình ra, người nào có nhiều tiền hơn vua Bắc Lương một đồng thì tịch thu hết tài sản, diệt hết gia tộc, san bằng mộ của tổ tiên. Giọng thiên tử bỗng cao lên hệt như chuông lớn vang vọng trong cả đại điện. Thiên tử, chuyện này có phải không thỏa đáng không? Lúc này không chỉ những quan chức già phản đối việc sắc phong không còn phản đối nữa mà các quan chức đều quỳ xuống đất khóc lóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.